Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Đất, Tiêu Chính Văn nhìn Tần Vũ với vẻ khó hiểu. Đúng vậy, mẫu đất này đúng hơn là đất đỏ, người xưa thường dùng loại đất này để đắp mộ. Nhưng điều khiến chúng tôi không ngờ tới là loại đất đỏ y hệt như vậy cũng xuất hiện ở phế tích Hằng Sơn. Theo giám định niên đại, hai loại đất đỏ này không chỉ giống nhau về niên đại mà còn có cùng một nơi sản xuất. Tần Vũ nói xong liền đưa hai tờ báo cáo xét nghiệm cho Tiêu Chính Văn. Đúng như Tần Vũ nói, thành phần trong đó giống hệt nhau nhưng chỉ có thể có một lăng mộ của Đế Tuấn. So với gò đất Côn Luân, Hằng Sơn không có hề có lôi hải đáng sợ nào cả, chắc chắn không phải là lăng mộ của Đế Tuấn thời cổ đại. Vậy tại sao loại đất đỏ này lại xuất hiện ở Hằng Sơn? Anh Tần, lập tức tìm cách thông báo cho những người ở gần Hằng Sơn sơ tán càng sớm càng tốt. Tiêu Chính Văn nheo mắt nói. Sơ tán, cậu Tiêu, hiện tại Hằng Sơn thuộc quyền kiểm soát của huyết tộc, gần đó chỉ có mấy thôn làng nhỏ có mấy trăm người, còn có một tông môn võ đạo tên Vạn Kiếm Các. Nhưng muốn tiến vào phạm vi của Hằng Sơn lại không hề dễ dàng. Huyết tộc đã bố trí trận pháp sương mù máy có tính ăn mòn cao, xe cộ bình thường không thể đi qua được. Không phải Tần Vũ chưa từng nghĩ đến việc di tản dân làng trong những ngôi làng lân cận, mà vấn đề là không có phương tiện nào có thể đi qua trận pháp sương mù máu. Những người dân làng đó chỉ là người bình thường, vì vậy không thể dễ dàng đưa bọn họ ra khỏi Hằng Sơn được. Cậu Tiêu, cậu cho rằng Hằng Sơn có bí mật nào đó không muốn cho người ta biết sao? Tần Vũ hỏi lại. Tôi cũng không chắc chắn, nhưng loại đất đỏ này chỉ được tìm thấy ở thời Đế Tuấn, hơn nữa chỉ có ở Hằng Sơn, anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Hơn nữa, tại sao trận chiến giữa huyết tộc và Thiên Minh Tử lại chọn ở Hoa Sơn chứ không phải là Hằng Sơn? Thiên Minh Tử và huyết tộc dường như có hẹn ước ngầm nào đó. Nếu không tìm thấy loại đất đỏ này, chúng ta chỉ có thể coi là trùng hợp, nhưng hiện tại, cơ hội trùng hợp đã gần như bằng không. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa đưa báo cáo lại cho Tần Vũ. Theo cậu Tiêu thấy, chúng ta nên, Tần Vũ nói với vẻ khó coi. Nếu Hắc Băng Đài Lực Bất Tòng Tâm thì tôi sẽ đích thân đến đó. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Cậu Tiêu, Hằng Sơn là địa bàn của huyết tộc, mặc dù trước đó Thiên Minh Tử đã đánh bại huyết tộc. Nhưng trong hiệp ước của chúng ta không bao gồm việc yêu cầu bọn họ rút khỏi địa bàn hiện có. Nếu lại xảy ra xung đột liệu có gây ra bạo loạn hay không? Tần Vũ lo lắng nói. Lại xảy ra xung đột, anh nghĩ huyết tộc sẽ để Hoa Quốc chúng ta bình yên sao? Bọn họ chỉ là đang tập sức mạnh mà thôi. Thiên Minh Tử cũng không thật tâm vì Hoa Quốc mà là muốn chiếm đoạt ngôi vị thiên tử. Tiêu Chính Văn chế nhạo. Cậu Tiêu, nhưng chúng ta cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Một mặt, bên phía Võ Tông vẫn cần đại trưởng lão đi đàm phán với bọn họ, mặt khác, nhân sự ở các thành phố lớn vẫn cần phải phân tán. Nói cách khác, chúng ta cũng chưa sẵn sàng chiến đấu với đối phương. Tần Vũ lại cau mày nói. Một khi hai bên lại sâu xé lẫn nhau, rất có khả năng sẽ gây ra một trận chiến lớn không thể đoán trước hậu quả. Đến lúc đó, các thành phố lớn ở Hoa Quốc sẽ trở thành mục tiêu chính của huyết tộc. Thành phố lớn nào mà không có hàng chục triệu dân Hoa Quốc chứ? Hoa Quốc không thể gánh chịu được tổn thất lớn như vậy. Về điểm này anh cứ yên tâm, bây giờ chúng ta đang trong thế vững chắc, người của huyết tộc cũng không phải kẻ ngốc. Không bị dồn đến bước đường cùng thì bọn họ sẽ không hấp tấp khai chiến đâu. Hơn nữa, lần này tôi đến Hằng Sơn không phải để giết người mà là cứu người. Việc Hắc Băng Đài cần làm bây giờ là giữ liên lạc kịp thời với huyết tộc. Đồng thời sơ tán người dân ở các thành phố lớn càng sớm càng tốt. Tiêu Chính Văn nhìn Tần Vũ nói. Được, tôi hiểu ý của cậu rồi. Bất kể thế nào cũng không thể để Thiên Minh Tử lợi dụng sơ hở, tôi sẽ phái người đi làm ngay. Tần Vũ gật đầu, vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Tiêu Chính Văn rất chắc chắn về những hành động của huyết tộc, điều duy nhất không thể là để Thiên Minh Tử gây loạn thêm lần nữa. Về phần huyết tộc, cũng không thể vì thất bại trên đỉnh Hoa Sơn mà rút khỏi giới thế tục. Bất kể là thế lực bên nào thì cũng chỉ có một mục đích, đó là tìm di tích Long tộc. Trước khi có được lợi ích từ di tích Long tộc, bất cứ bên nào đều không thể rút lui khỏi giới thế tục. Lúc Tiêu Chính Văn đến gần Hằng Sơn thì đã là nửa đêm. Lúc này, Hằng Sơn bao quanh bởi sương mù máu dày đặc, dưới ánh trăng chiếu rọi, cả ngọn núi bao trùm trong tầng tầng lớp lớp sương máu, trông vô cùng kỳ quái. Lúc này, dưới chân núi Hằng Sơn, trên một ngọn đồi vô danh,
vài thanh niên mặc trang phục luyện công đang xì xào bàn tán. Hừ, theo tôi thấy, lần này Tiêu Chính Văn không muốn trở mình nữa rồi. Mọi người nói xem, đợi đến lúc trận pháp xương máu tan đi, liệu chúng ta có thể trở lại sống sống như mấy trăm năm trước không? Một thanh niên trẻ nói với vẻ mơ ước. Đến lúc đó, bọn họ có thể thoải mái cướp đoạt, hễ thấy cô gái xinh đẹp nào ngoài đường đều có thể lôi về xử lý. Đối với bọn họ, đó là cuộc sống của thần tiên. Nhưng sự ra đời của Tiêu Chính Văn đã phá hủy cuộc sống tươi đẹp của họ. Hừ, tôi nghĩ không bao lâu nữa giới thế tục sẽ là thiên hạ của chúng ta. Thiên hạ võ tông vốn là một nhà mà, vài thanh niên bên cạnh cũng phụ họa theo. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên lặng lẽ xuất hiện sau lưng mấy người bọn họ. Xẹt, một tia sáng lạnh lóe lên, đầu của một trong số họ lăn xuống đất, còn xác ngã sang một bên. A, ai đấy, mấy thanh niên cũng cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, tất cả đều rút kiếm ra và cảnh giác nhìn xung quanh. Anh Vũ Long, không phải là người của huyết tộc đấy chứ? Bọn họ tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy dấu vết của kẻ sát nhân. Người thanh niên tên Vũ Long kia cầm thanh kiếm dài trong tay, hét vào rừng cây tăm tối xung quanh, là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, dám đến Vạn Kiếm Các làm loạn. Vũ Long vừa dứt lời, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người, cất lên tiếng hú kỳ quái. Đồng thời, Vũ Long cũng cảm nhận được sự nguy hiểm sau lưng, nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương đập mạnh từ phía sau. Bù, cơ thể của Vũ Long bắn đi như mũi tên. Chưa kịp rơi xuống đất đã phun ra một ngụm máu lớn. Thực lực của Vũ Long không hề yếu, thân là đệ tử thân truyền của trưởng môn Vạn Kiếm Các, hắn cũng có sức chiến của cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao. So với bóng đen kia, hắn giống như một đứa trẻ lên ba, không có sức tấn công. Những người khác còn chưa kịp định thần lại, một luồng ánh sáng đỏ đột nhiên đánh tới chỗ bọn họ. Trong nháy mắt, cả người mấy đệ tử Vạn Kiếm Các đều hóa thành xương máu. Đừng, mắt Vũ Long đỏ hoe khi nhìn thấy anh em của mình chết thảm ngay trước mắt mình. Nhưng thực lực của hắn quá yếu, còn đối phương ít nhất cũng là cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương. Cho dù hắn có căm hận và tức giận đến đâu thì vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Là ai mà dám giết đệ tử Vạn Kiếm Các chúng tôi? Lúc Vũ Long đang vô cùng tuyệt vọng thì một giọng nói già nua truyền tới. Ngay sau đó, một ông lão áo trắng, tay cầm thanh kiếm dài bay tới. Sư phụ, người mau đi đi, Vũ Long bò trên mặt đất, dùng sức lực cuối cùng, hét lên với ông lão. Ông lão này chính là trưởng môn của Vạn Kiếm Các, Vạn Kiếm Chân Nhân. Hiện tại, ông ta cũng là bán bộ nhân vương sắp bước vào cảnh giới nhân vương cấp 1. Mặc dù trong võ tông, thực lực của ông ta không thể xếp trong top 100, nhưng bảo vệ tông môn lại là trách nhiệm của ông ta. Đồ đệ, vừa nói, Vạn Kiếm Chân Nhân vừa bước tới chỗ Vũ Long. Nhìn thấy nửa lưng sau của Vũ Long đã bị đối thủ đập nát, trong mắt ông ta ánh lên tia lạnh lẽo. Rốt cuộc là ai mà dám xông vào Vạn Kiếm Các? Vạn Kiếm Chân Nhân đứng bật dậy, nhìn vào khu rừng tối với ánh mắt lạnh lùng. Vạn Kiếm các người thật to gan, dám dạo danh tông môn lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, lừa gạt trong giới thế tục. Một người đàn ông mặc đồ đen vừa nói vừa chậm rãi bước ra khỏi khu rừng. Cậu là ai? Ngay khi người đàn ông mặc đồ đen bước ra khỏi khu rừng, Vạn Kiếm Chân Nhân cảm nhận được áp bức mạnh mẽ mà chỉ có cao thủ cảnh giới nhân vương mới có. Tiền bối Thiên Minh Tử nhờ tôi chuyển lời đến ông, để sớm ngày tiêu diệt Tiêu Chính Văn, cho nên phải hy sinh các người. Người mặc đồ đen lạnh lùng cười nói. Cái gì? Nghe vậy, Vũ Long vô cùng kinh ngạc. Trước đây, hắn luôn cho rằng Thiên Minh Tử là vị cứu tinh vĩ đại của bọn họ, Thiên Minh Tử đã lật ngược tình thế, buộc huyết tộc và võ tông Hoa Quốc phải làm hòa với nhau. Nhưng không ngờ Thiên Minh Tử lại phái người đến tàn sát tông môn của bọn họ. Thiên Minh Tử, cậu nói láo, Thiên Minh Tử là cứu tinh của chúng tôi, sao có thể ra tay độc ác với chúng tôi được? Vạn Kiếm Chân Nhân chĩa thanh kiếm trong tay vào người đàn ông mặc đồ đen, lớn tiếng nói. Cho dù thế nào, ông ta cũng không thể tin những lời người đàn ông mặc đồ đen nói. Thiên Minh Tử được phái tới từ vùng ngoài lãnh thổ, để giúp đỡ những tông môn võ đạo như bọn họ. Ha ha ha, người đàn ông mặc đồ đen chế nhạo, sao loại ngu ngốc như ông có thể làm môn chủ chứ? Cả Thiên Cung Bắc Cực và nhà họ Khổng đều chưa từng coi các người là con người,
Hơn nữa, chỉ dựa vào các người mà cũng xứng làm chó sai của Thánh Khổng sao? Hừ, một đám rác rưởi, cho các người chết ở đây vì sự hưng thịnh của Nho gia đã là vinh hạnh cho các người lắm rồi. Nói xong, người mặc đồ đen cũng mất kiên nhẫn, tung một cú đấm, một luồng ánh sáng đỏ phóng về phía Vạn Kiếm Chân Nhân. Bùm, Vạn Kiếm Chân Nhân vung kiếm ngăn cản, nhưng thanh kiếm vừa chạm vào luồng ánh sáng đỏ đã lập tức bay ra ngoài. Hả, Vạn Kiếm Chân Nhân vô cùng kinh ngạc. Cậu là người của Nam Đại Danh Sơn. Đòn tấn công này đã khiến thanh kiếm trong tay ông ta bay lên không trung. Đại trận thiên hỏa này rõ ràng là tuyệt kỹ độc nhất của phái Huệ Mi. Điều này chứng tỏ đối phương là sát thủ của Huệ Mi, cũng có nghĩa là những gì người đàn ông mặc đồ đen vừa nói đều là sự thật. Thiên Minh Tử thật sự muốn tiêu diệt tông môn của ông ta. Hừ, lũ kiến hôi các ông đáng chết từ lâu rồi. Xuống âm phủ đừng nói nhảm đấy, người muốn các ông chết là Thiên Minh Tử. Nói xong, người mặc đồ đen vung tay, một luồng ánh sáng đỏ khác đánh tới. Vụt, Vạn Kiếm Chân Nhân bị đánh bay ra xa, trước khi ngã xuống đất, ông ta đã bị thương nặng. Phụt, Vạn Kiếm Chân Nhân phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy nội tạng của mình đảo lộn, đau đớn đến mức đổ mồ hôi như mưa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau vài lần loạng choạng, ông ta không thể đứng dậy khỏi mặt đất. Sư phụ, Vũ Long cố gắng hết sức bò về phía Vạn Kiếm Chân Nhân, nhưng vừa bò được một chút, đã bị người mặc đồ đen giẫm gãy cánh tay. Đồ đệ, nhìn thấy đệ tử của mình bị tra tấn đến mức mất đi hình dạng con người, Vạn Kiếm Chân Nhân tức giận phun ra một ngụm máu lớn nữa. Sư phụ, người không cần quan tâm đến con, người mau đi đi. Phải cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của tên khốn Thiên Minh Tử. Vũ Long vừa nói vừa phun ra một ngụm máu lớn. Đi sao? Ha ha, các người thật ngây thơ. Người đàn ông mặc đồ đen từ từ bước về phía Vạn Kiếm Chân Nhân. Nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen từng bước tới gần, nhưng Vạn Kiếm Chân Nhân hoàn toàn không thể động đậy, lúc này ông ta đã bị thương nặng đến mức không còn sức mà đứng dậy. Lúc này, vài bóng người xuất hiện phía sau người đàn ông mặc đồ đen, trong tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm đang rỉ máu. Giết sạch hết rồi chứ? Người đàn ông mặc đồ đen hỏi mà không nhìn lại. Theo chỉ thị của tiền bối Thiên Minh Tử, đã giết sạch 1873 người trong Vạn Kiếm Các. Một trong những người đàn ông mặc đồ đen nghiêm trang đáp lại. Cái gì? Vạn Kiếm Chân Nhân nghe vậy, trái tim đau như bị dao cắt. Trong Vạn Kiếm Các không chỉ có đàn ông trưởng thành mà còn có phụ nữ già yếu. Có cả rất nhiều em bé còn đang quấn tã. Đừng nói là người luyện võ. Ngay cả dã thú cũng không tấn công một đứa trẻ. Lẽ nào đây hành động của hậu nhân Thánh Khổng mà ông ta luôn sùng bái nên làm sao? Lẽ nào đây là hành động của Nho gia luôn tự nhận là khởi nguồn của lòng nhân từ và chính nghĩa nên làm? Đúng là không bằng súc sinh. Các người, là lũ súc sinh. Lẽ nào các người không sợ chuyện này lại bộ thì Thiên Minh Tử sẽ mang tiếng xấu muôn đời sao? Vạn Kiếm Chân Nhân rơi lên, tức giận nói. Ha ha ha. Nghe lời, người mặc đồ đen cười nói, ai có thể biết được đây là sự sắp xếp của tiền bối Thiên Minh Tử chứ? Các người đã bị giết sạch ở trên địa bàn của huyết tộc rồi. Không còn ai sống thì ai sẽ làm chứng đây? Cuối cùng, mọi người đều sẽ cho rằng huyết tộc đã giết các người. Tiền bối Thiên Minh Tử sẽ lại xuất hiện với tư cách chính nghĩa để báo thù cho các người. Ôi, thật hoàn hảo, ha ha ha, người đâu, giết hết đi. Sau khi nghe thấy mệnh lệnh, vài thanh kiếm dài lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đồng loạt chém xuống. Lúc này, Vạn Kiếm Chân Nhân đã vô cùng tuyệt vọng, thậm chí còn từ bỏ sự phản kháng. Nhưng ngay khi cái chết cận kề, ông ta vẫn hận chính mình vì đã coi Thiên Minh Tử là người tốt. Ngay lúc kiếm của đám người áo đen chém xuống, một bóng đen khác đột nhiên xuất hiện trên không trung, con dao quân đội năm cạnh kéo theo vệt sáng màu bạc phóng tới từ không trung. Phụt phụt phụt. Ánh sáng bạc đó giống như một cái liềm đang gặt lúa mì, trong nháy mắt, cả 4-5 tên mặc đồ đen đều bị đánh thành xương máu. Với đòn tấn công của Tiêu Chính Văn, 3 tên áo đen còn lại lùi ra xa mấy chục mét, đối mặt với Tiêu Chính Văn trên không trung. Mày là ai mà dám phá hỏng chuyện tốt của tiền bối Thiên Minh Tử? Tên áo đen dẫn đầu lạnh lùng nói rồi ra hiệu cho hai người còn lại, 3 người bọn họ lập tức tạo thành tam giác vây quanh Tiêu Chính Văn. Chuyện tốt của Thiên Minh Tử,
Người nhà họ Khổng các ông chẳng lẽ không có chút nhân tính nào sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt. Vừa rồi, ngay trước khi Tiêu Chính Văn đến, anh đã tình cờ đi ngang qua tông môn của Vạn Kiếm Các. Nhưng khi Tiêu Chính Văn đến nơi, toàn bộ Vạn Kiếm Các đã máu chảy thành sông. Ngoài ra còn có hàng chục trẻ sơ sinh đang quấn tã, bị cầm trên không trung với những ngọn giáo dài, những tình huống khác tàn khốc đến nỗi khiến Tiêu Chính Văn không dám nhìn. Ngay cả huyết tộc cũng không dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đối phó với một đứa trẻ sơ sinh. Hừ, nhân tính, bao nhiêu tiền một cân hả? Người mặc áo đen cầm đầu cười nhạo nói, từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, hôm nay mày cũng theo bọn chúng hưởng phúc đi. Giết, ngay khi giọng nói của hắn vừa dứt, một trong những người mặc áo đen đã nhảy ra, dùng kiếm chém thẳng về phía lưng của Tiêu Chính Văn. Ân công, cẩn thận phía sau. Nhìn thấy thanh kiếm cách Tiêu Chính Văn chưa đầy 3 cm, Vạn Kiếm chân nhân vội lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng Tiêu Chính Văn lại cười nhạo, thậm chí còn không ngoái đầu lại đã tung thẳng một đòn ra. Chát, người mặc áo đen phía sau đã bị đánh bay thẳng ra ngoài. Bụp, cùng với một tiếng động lớn vang lên, người mặc áo đen bị nện thành một cái hố lớn hình người. A, ngay sau đó, một tiếng thét vô cùng thảm thiết truyền đến. Người đàn ông mặc áo đen thậm chí bất chấp nửa người bị dập nát, dùng sức xé nát quần áo của mình. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy như có hơn chục ngàn con trùng độc đang cắn vào người và vô số con kiến đang gặm nhấm nội tạng. Gần như mỗi một tế bào đều đang gửi tín hiệu đau đớn đến đại não của hắn. Mày đã làm gì anh ta? Người đàn ông mặc áo đen cầm đầu nhìn thấy da thịt trên người đồng bọn của mình, bọt trắng sữa xuất hiện với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường. Khiến hắn cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nửa tiếng sau, hắn sẽ chết. Người tiếp theo, chính là các người. Vừa nói, bóng dáng Tiêu Chính Văn thoáng vụt qua, lao thẳng về phía hai người kia. Lên, lên đi, người đàn ông mặc áo đen cầm đầu không ngừng lùi bước, thậm chí còn đẩy người mặc áo đen khác về phía Tiêu Chính Văn. Mày chết đi. Trong lúc tuyệt vọng, người mặc áo đen vung thanh kiếm dài trên tay ra, giáng một đòn về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn khẽ hất tay, một đường ánh sáng vàng lóe lên, vô số bóng kiếm màu đỏ sẫm bị ánh sáng vàng hút vào. Hắn còn chưa kịp định thần, Tiêu Chính Văn đã tung một đòn ra. Lạch cạch, khi cú đấm được đánh ra, trong chốc lát không khí xung quanh dường như bị hút cạn, vô số ánh điện bị dồn ép vào nhau, phát ra một tiếng sấm kinh thiên động địa. Vạn Kiếm chân nhân kinh hoàng khiếp sợ bởi đòn tấn công của Tiêu Chính Văn. Mặc dù ông ta hoàn toàn không nhìn ra thực lực thực sự của Tiêu Chính Văn, nhưng uy lực của đòn này đủ để giết chết một cao thủ cảnh giới nhân vương trong chốc lát. Bùm, cùng với một tiếng động lớn vang lên, người mặc áo đen kia đã bị đánh thành vô số mảnh thịt vụn, thậm chí còn không có cả một cái xác hoàn chỉnh. Một cú đấm, chỉ với một cú đấm đã có thể đánh tan một cao thủ cảnh giới nhân vương. Vạn Kiếm chân nhân bị dọa ngu người, thậm chí còn không thể nói nên lời. Lúc này, người mặc áo đen cầm đầu thấy tình hình không ổn, vội gầm lên một tiếng, mày còn dám bước đến thì tất cả mọi người sẽ cùng chết chung. Khoảnh khắc này, bụng của người mặc áo đen đột nhiên phồng lên, trong chốc lát phồng lên thành một quả cầu khổng lồ. Không ổn rồi, hắn muốn tự nổ tung mình. Vạn Kiếm chân nhân vội nhắc nhở nói. Người đó là cao thủ cảnh giới nhân vương đấy, một khi ông ta nổ tung, không những ông ta và Vũ Long thịt nát xương tan. Mà ngay cả Tiêu Chính Văn cũng sẽ bị thương nặng. Tiêu Chính Văn chỉ cười khẩy, muốn nổ tung trước mặt anh ư. Vậy thì để hắn tự nổ tung được rồi. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn hất tay một cái, người mặc áo đen cầm đầu lập tức bị quấn vào trong quả cầu sáng màu vàng. May, nhìn thấy mình đã không thể dừng lại, nhưng đối phương lại sử dụng trận pháp không gian ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Đừng nói là hắn tự nổ tung mình. Cho dù cùng lúc nổ tung hơn chục triệu bom nguyên tử bên trong, cũng không liên quan gì tới thế giới bên ngoài. Không phải mày thích nổ tung sao? Trên mặt Tiêu Chính Văn nở một nụ cười trêu đùa. Tao có làm ma cũng không tha cho mày đâu. Khi nói những lời này, người mặc đồ đen gần như sắp bật khóc. Nhưng trong một giây tiếp theo, một tiếng nổ lớn vang lên, vô số mảnh thịt vụn bay thẳng vào cảnh ánh sáng màu vàng, rồi biến mất. Tiêu Chính Văn hất tay. Cảnh ánh sáng màu vàng lập tức biến mất. Sau đó anh đi đến trước mặt Vạn Kiếm chân nhân, nhìn xuống vết thương của ông ta và ném hai viên thuốc cầm máu vào tay ông ta, nói, hai người các ông, mỗi người một viên,
nhanh chóng rời khỏi khu vực Hằng Sơn càng sớm càng tốt. Nhận viên thuốc cầm máu từ tay Tiêu Chính Văn, Vạn Kiếm chân nhân mới nhìn rõ tướng mạo của Tiêu Chính Văn. Khi nhìn thấy người trước mặt hóa ra lại là vua Bắc Lương người bị ông ta chửi mắng vô số lần, cả người ông ta sững sờ. Cậu, không phải cậu rất hận người của võ tông chúng tôi sao? Tại sao còn muốn cứu tôi? Vạn Kiếm chân nhân hoàn toàn choáng váng, theo quan điểm của ông ta, Tiêu Chính Văn vẫn luôn là kẻ thù không đội trời chung của họ. Các ông cũng là người dân của Hoa Quốc, nhiệm vụ của một người lính là bảo vệ tổ quốc. Người Hoa Quốc không bao giờ tàn sát lẫn nhau. Sở dĩ bản soái giết hại người của võ tông, chẳng lẽ ông không nghĩ lại, các ông đã làm những gì sao? Tùy ý cướp bóc dân nữ, tùy tiện cướp đoạt tài sản của người khác. Thử hỏi, có ai mà không có bố mẹ anh em, có ai mà không có vợ con già trẻ? Nếu tôi dựa vào võ lực, làm nhục con dâu cháu dâu của ông, cướp hết toàn bộ tài sản của ông, để ông lưu lạc đầu đường thì ông sẽ như thế nào? Người luyện võ nên lấy việc thiên hạ làm trọng trách của mình, lấy việc phụng sự và mang lại hòa bình cho đất nước làm lý tưởng, chứ không phải lấy mạnh hiếp yếu, ức hiếp đồng bào. Khi Tiêu Chính Văn nói những lời này, Vạn Kiếm chân nhân cảm thấy vô cùng xấu hổ, cả khuôn mặt già nua đỏ bừng như mông khỉ. Sau này, tôi hy vọng ông có thể thay đổi suy nghĩ cách nghĩ của mình và làm lại cuộc đời. Giọng nói của Tiêu Chính Văn vừa dứt, trong rừng cây vang lên một tiếng soạt, lại một bóng đen khác vụt qua. Ồ, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, ngay sau đó bước ra ngoài, rồi đuổi theo bóng đen kia. Sau khi anh biến mất và rời đi không bao lâu, Vạn Kiếm chân nhân mới đưa viên thuốc cầm máu cho người học trò của mình với vẻ mặt xấu hổ, hai người đỡ nhau bước xuống núi. Sư phụ, người vừa rồi cứu chúng ta, là Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương à? Vũ Long gần như không thể tin vào tai mình. Đúng vậy, là vua Bắc Lương, Tiêu Chính Văn, hai, xem ra chúng ta đã hiểu lầm vua Bắc Lương quá sâu rồi. Cậu ấy nói đúng, ai mà không có bố mẹ vợ con, nếu người khác đối xử với chúng ta như cách chúng ta đối xử với người bình thường, chúng ta nên làm thế nào? Nói xong, Vạn Kiếm chân nhân lại vỗ ngực một hồi. Mà bên kia, Tiêu Chính Văn chỉ nhảy lên xuống vài cái đã cách cái bóng phía không tới 100 mét. Hừ, muốn vào trong núi ư? Đừng hòng, đối phương rõ ràng đang mưu tính trốn vào núi sâu. Hằng Sơn là ngọn núi cao hàng đầu trong Hoa Quốc, xung quanh là núi rừng dày đặc, chỉ cần trốn vào trong núi sâu, muốn bắt được hắn sẽ khó như lên trời. Chỉ là hắn cho rằng tốc độ của mình đủ nhanh, nhưng so với Tiêu Chính Văn thì vẫn kém một bậc. Chỉ thấy một luồng ánh sáng lóe lên, không gian phía sau Tiêu Chính Văn lập tức xuất hiện một gợn sóng. Trong giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn đã xuất hiện cách bóng đen hơn 10 bước. A, bóng đen kia bị dọa sợ trước cảnh tượng trước mặt, lúc này đã không kịp để chạy thoát rồi. Anh trốn không thoát đâu, nợ máu phải trả bằng máu. Người của Thiên Cung Bắc Cực các người chẳng lẽ chưa nghe câu nói này sao? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa cầm lấy con dao quân đội năm cạnh. Hừ, người mặc áo đen chỉ hừ một tiếng, sau đó vung thanh kiếm dài ba cạnh đâm thẳng về phía ngực của Tiêu Chính Văn. Sức mạnh của cú đánh này đủ để dễ dàng xé cả một ngọn núi lớn. Phá, Tiêu Chính Văn phất tay, con dao quân đội năm cạnh bay thẳng về phía thanh kiếm ba cạnh kỳ dị. Rắc, ngay khi con dao quân đội năm cạnh va chạm với thanh kiếm dài ba cạnh, thanh kiếm dài ba cạnh lập tức đứt gãy từ bên trong. Nhân vương cấp 2, quả nhiên rất khá. Tiêu Chính Văn vừa vươn tay ra, con dao quân đội năm cạnh lập tức rơi vào lòng bàn tay anh. Mày đừng ép tao. Người áo đen lúc này vẫn đang cầm thanh kiếm gãy trong tay, sợ hãi hét lên. Dù tôi có ép anh thì thế nào? Anh cũng muốn tự nổ sao? Tiêu Chính Văn cười khẩy, chậm rãi bước về trước. Tự nổ, những gì hắn tận mắt chứng kiến là người đàn ông mặc đồ đen đã phát nổ trước đó thật nực cười làm sao? Ngoại trừ xương. Thậm chí không có một con kiến nào xung quanh bị thương. Hừ, mày đang ép tao, nếu mày muốn nhìn thấy kết quả như thế này thì đừng trách tao. Nói rồi người mặc đồ đen bỗng vung tay lên, một luồng sáng màu đen bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, một ngọn núi nhỏ ở phía xa bị hắn nhắc cả gốc lên, mà mục tiêu của hắn lại là thành phố lớn với hàng triệu người dân cách Hằng Sơn mấy chục cây số. Chỉ cần ném ngọn núi này qua đó thì với mật độ dân số ở thành phố ít nhất sẽ có đến hàng chục nghìn người chết. Chẳng phải mày tự cho rằng mình bảo vệ người dân Hoa Quốc sao?
nếu mày còn dám tiến nửa bước nữa thì tao sẽ biến thành phố phía trước thành biển máu. Mặt mày người đàn ông mặc đồ đen lúc này thật đáng sợ. Lúc này thời khắc sinh tử của hắn đã đến, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy mạng sống của vô số người dân ra để đe dọa. Biến thành biển máu, anh giết một người tôi xem thử. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, hoàn toàn không để tâm đến lời của người mặc đồ đen, vẫn từ tốn đi về phía hắn. Đi chết đi, người mặc áo đen thật sự đã hoảng loạn rồi. Hắn không nhìn thấu được thực lực của Tiêu Chính Văn, nhưng hắn biết rất rõ thực lực của đối phương rất cao, giết hắn là chuyện dễ như bổ hoa quả vậy. Theo tiếng hét của hắn, ngọn núi đó ầm ầm bay về phía thành phố. Dù có chết hắn cũng phải khiến hàng triệu người chết cùng. Tiêu Chính Văn thậm chí không nhìn đến ngọn núi nhỏ đó, chỉ giơ tay lên, một vùng sáng màu vàng chặn ngay phía trước ngọn núi nhỏ. Sau khi ngọn núi nhỏ đó lọt vào màn sáng đó thì biến mất không còn tung tích. Người mặc áo đen không khỏi ngạc nhiên đến độ mặt trắng bệch, hắn cực kỳ quen với trận pháp này, đây chính là trận pháp bí mật không gian của Hoa Sơn. Nhưng Hoa Sơn đã bị tàn sát cả tông môn từ lâu. Dù là thế hệ cháu chắt của Hoa Sơn cũng không còn sống chứ đừng nói là cao thủ cấp nhân vương. Mày, rốt cuộc mày là ai? Lúc này người áo đen hoảng sợ đến cực độ. Đối phương không chỉ có thực lực không thể nhìn thấu mà bản lĩnh cũng biến hóa khôn lường. Người có thể sử dụng trận pháp không gian đến mức như Tiêu Chính Văn cũng rất ít. Dù là trưởng giáo Hoa Sơn cũng chưa chắc có thể có sức mạnh như Tiêu Chính Văn. Trừ khi những cường giả ngoài lãnh thổ mới có thể so tài với Tiêu Chính Văn. Chẳng phải người lúc nãy đã trả lời cho anh rồi đấy sao? Người mà Thiên Minh Tử muốn giá họa chính là tôi. Tiêu Chính Văn cong môi nở nụ cười chế giễu. Cái gì? Người áo đen trợn tròn mắt, ngay sau đó đã đoán được thân phận của Tiêu Chính Văn. Vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Anh là Tiêu Chính Văn. Người áo đen nuốt nước bọt, liên tục lùi về sau mấy bước. Ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Nếu hắn gặp phải người khác thì có lẽ hôm nay còn có thể thoát được một mạng. Nhưng khi hắn biết đối phương là vua Bắc Lương thì mọi suy nghĩ lập tức bay biến. Khá đấy. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn bỗng nhanh chân bước đến, đồng thời vung một cú đấm đánh thẳng về phía người áo đen. Rong. Cú đấm này nhanh như chớp, mạnh như sao. Hoàn toàn không thể tránh được. Người áo đen đó chỉ đành giơ nắm đấm lên đỡ. Rắc! Hai đòn tấn công va chạm vào nhau, cánh tay người áo đen lập tức nứt ra, máu chảy xuống đất. Cả người hắn bị văng ra xa cứ như một quả đạn pháo vừa được bắn ra khỏi nòng. Nhưng cơ thể hắn còn chưa kịp rơi xuống đất, Tiêu Chính Văn đã bước đến trước mặt người áo đen. Rầm! Tiêu Chính Văn đánh vào ngực người áo đen đó khiến hắn rơi xuống từ trên không. Tôi ghét nhất là người khác đe dọa tôi, nhất là lấy tính mạng của người dân Hoa Quốc để đe dọa tôi. Nói rồi Tiêu Chính Văn giơ tay ra túm lấy cổ áo người áo đen, sau đó lại đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn. Bốp, một tiếng vang rõ to, đầu của người áo đen lệch sang một bên, cơ thể vẫn chưa văng ra xa thì đã bị một lực hút cực mạnh khiến hắn đến gần chỗ Tiêu Chính Văn lần nữa. Rong rong rong, liên tiếp ba cú đấm đều đánh lên ngực người áo đen. Chỉ thấy ngực người áo đen lõm xuống, thậm chí có một ít xương đâm ra từ sau lưng. Hộc hộc hộc, người áo đen thở hổn hển, Tiêu Chính Văn cũng hơi thắc mắc, mình đánh hắn ba cú liên tiếp thế mà hắn vẫn chưa nổ. Nhìn kỹ lại Tiêu Chính Văn mới thấy quanh người đó hình như có một tầng ánh sáng đen. Hơn nửa giờ là nửa đêm nên không nhìn rõ ánh sáng đen này, nếu không nhìn kỹ thì ngay cả Tiêu Chính Văn cũng khó phát hiện ra. Đây chính là trận pháp bảo vệ được ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, tên là Ô Vân Giáp. Trận pháp này có thể hình thành một kết giới phòng vệ quanh người, cho dù bị tấn công mạnh cỡ nào cũng có thể đỡ được hơn 60%. Không ngờ anh lại biết dùng trận pháp bảo vệ đã thất truyền hơn 1.000 năm rồi, tôi muốn xem thử là Ô Vân Giáp của anh cứng hơn hay nắm đấm của tôi cứng hơn. Nói rồi anh lại đấm thêm một cú. Bốp bốp bốp, lần này Tiêu Chính Văn sử dụng hơn 5 phần lực. Mỗi một cú đều để lại vết lõm lớn bằng quả dưa hấu trên người áo đen. Không đến 2 phút sau, người áo đen bị đánh thành đống thịt nhão, ánh mắt hắn còn hiện lên tia oán hận. Sớm biết hôm nay sẽ gặp Tiêu Chính Văn thì hắn sẽ không mạo hiểm tính mạng chạy đến Hằng Sơn gây sự đâu. Vốn dĩ sau khi bị tàn sát hết cả kiếm tông, mấy người họ vẫn muốn đuổi giết bá tước huyết vực của huyết tộc.
nhưng không ngờ vừa giải quyết xong Vạn Kiếm Các thì bị Tiêu Chính Văn chặn lại ở dưới chân hàng sơn. Sáng hôm sau, truyền thông cả nước đều bùng nổ. Vạn Kiếm Các đã bị tiêu diệt chỉ trong một đêm, Vạn Kiếm chân nhân và đệ tử đầu của ông ta cũng biến mất không tung tích, còn Bá Tước Huyết Vực huyết tộc cũng không biết đi đâu. Thoáng chốc đủ thứ suy đoán tràn lan. Ngược lại Lục Tiểu Thiến và đại trưởng lão Võ Tông vốn được cho là ở trung tâm của cơn bão này lại khá thoải mái. Khi đại trưởng lão đang định đích thân báo cáo chuyện này cho thiên tử thì điện thoại ông ta bỗng vang lên. Đại trưởng lão cúi đầu nhìn, là một số lạ, hơi nhíu mày nói, ai lại gọi cho mình vào lúc này chứ? Thật ra từ khi linh khí được khôi phục, cảm giác tồn tại của trưởng lão Võ Tông cực kỳ thấp, còn năm đại danh sơn lại càng không xem ông ta ra gì. Ông ta cũng giống một cây cầu nối giữa giới chính trị và Võ Tông, không có tác dụng mang tính quyết định gì. Do dự một chốc, đại trưởng lão mới nhấc máy, alo, xin hỏi ai đầu dây thế? Chào đại trưởng lão, tôi là Lục Tiểu Thiến, tôi nghĩ ông hẳn còn nhớ tôi chứ nhỉ? Giọng Lục Tiểu Thiến ở trong điện thoại rất mềm mại và ngọt ngào. Ồ, cô Lục, dĩ nhiên là nhớ rồi, xin hỏi có việc gì sao? Đại trưởng lão nhíu mày, người phụ nữ này không hề đơn giản, cuộc điện thoại này của cô ta chắc cũng có ý đồ gì đó. Đại trưởng lão, theo tôi được biết tối hôm qua Vạn Kiếm Các bỗng bị ai đó tiêu diệt. Nhưng ông đừng hiểu nhầm, tôi không có ý cười nhạo hay gì, chỉ muốn thanh minh với đại trưởng lão, hôm qua huyết tộc chúng tôi đã rút khỏi hàng sơn vào lúc nửa đêm rồi. Chuyện của Vạn Kiếm Tông không hề liên quan gì đến chúng tôi, dĩ nhiên để bày tỏ thành ý của tôi, huyết tộc cũng sẵn sàng giúp Võ Tông Hoa Quốc tìm hung thủ. Nghe cô ta nói thế, đại trưởng lão cũng hiểu ý cô ta. Cười nói, cô Lục có lòng như thế là được, nhưng cô yên tâm, giới chính trị chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Còn giúp đỡ gì đó, tôi nghĩ không cần đâu, để mọi người không phải nghi ngờ. Thật ra Lục Tiểu Thiến đã đoán trước được đại trưởng lão sẽ nói thế. Hoa Quốc không thể liên hệ quá gần với huyết tộc, dù biết rõ mọi chuyện xảy ra đêm qua không liên quan đến huyết tộc, cũng không thể nhận sự giúp đỡ của huyết tộc. Hai. Thật ra hai bên chúng ta đều là người bị hại, nhưng tôi muốn nhắc đại trưởng lão một câu, nếu không muốn chuyện tương tự xảy ra lần nữa vẫn nên sớm có chuẩn bị. Hay nói cách khác cố gắng loại bỏ hậu hỏa càng sớm càng tốt, nếu không không thể lường trước được hậu quả. Nói rồi Lục Tiểu Thiến cúp máy. Ở một chỗ khác, các phương tiện truyền thông chính thống đều kết luận chuyện xảy ra đêm hôm đều do huyết tộc gây ra. Nghĩ cũng đúng. Ngoài huyết tộc thì ai lại đi đánh lén Vạn Kiếm Các chứ? Tôi nghĩ nếu không giao người nhà họ Lý và nhà họ Chu ra thì huyết tộc sẽ không dừng tay, chuyện tương tự sẽ còn tiếp tục xảy ra. Hừ, không thể vì mấy chục mạng người của hai nhà mà lôi chúng ta vào chứ, cùng lắm chúng ta đến giới chính trị để nói. Không ít các tông môn võ tông đều bắt đầu lên tiếng, thậm chí có xu hướng ép cung. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng. Mà không ai muốn chết trong tay huyết tộc cả. Hơn nữa, không bao lâu sau khi Lục Tiểu Thiến cúp điện thoại, trong Long Kinh đã có người chạy đến thiên tử các thỉnh cầu. Ngay cả mấy vị các lão trong Long Các cũng bị đám người kia gây ồn ào đến mức không thể hoạt động bình thường được. Trong lúc tuyệt vọng, Long Thất không còn cách nào khác, đành phải cắn răng tiến lại gần thiên tử nói, thiên tử, người của Võ Tông đã bao vây thiên tử các rồi, bọn họ còn phái người đến bao vây Long Các. Bây giờ mấy vị lão các trong Long Các đều bị tiếng ồn ào quấy dày đến mức không thể làm việc bình thường được. Thiên tử đặt cây bút đỏ trong tay xuống, cau mày nói, ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Người của Võ Tông yêu cầu thiên tử đích thân hạ lệnh giao người của nhà họ Lý và nhà họ Chu cho huyết tộc để dập tắt trận chiến giữa huyết tộc và Võ Tông. Nghe vậy, thiên tử cau chặt mày. Sau khi cân nhắc một hồi, thiên tử nói với Long Thất, truyền lệnh tôi sẽ đi gặp đám người Võ Tông đó. Bảo bọn họ phái vài đại diện tới, tôi sẽ nói chuyện với bọn họ. Hả, Long Thất kinh ngạc nói, thiên tử định đi gặp bọn họ sao? Chuyện này, e rằng không ổn. Mặc dù Long Các có Ngự Lâm quân canh giữ, nhưng đám người Võ Tông đó đều là cao thủ, ngộ nhỡ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bản quân cho bọn họ mượn 10 lá gan thì bọn họ cũng không dám giết bản quân trước mặt người dân cả nước. Thiên tử trầm giọng nói. Người của Võ Tông ai cũng thèm khát ngôi vị thiên tử, nhưng trước khi thiên tử bị kéo xuống khỏi ngai vàng, đừng nói là sát hại, cho dù là khiến thiên tử bị thương bọn họ cũng không gánh nổi tội. Hơn nữa,
So với những thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, đám người bọn họ chỉ là con kiến mà thôi. Kẻ nào dám động đến uy quyền của thiên tử, không cần giới chính trị Hoa Quốc ra tay, mà các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ sẽ giết sạch kẻ đó trong chốc lát. Bọn họ làm vậy không phải để bảo vệ thiên tử của Hoa Quốc, mà là vì một ngày nào đó, một số người trong số họ sẽ ngồi trên ngai vàng này. Một vị thiên tử mà ai cũng có thể khinh miệt thì vô giá trị đối với bất cứ ai. Thấy thiên tử cố chấp làm vậy, Long Thất chỉ đành gật đầu nói, rõ. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Nói xong, anh ta bước nhanh ra khỏi đại điện, đến Long Các, nói với đám người võ tông đang xôn xao, mọi người yên lặng. Thiên tử có chỉ, lát nữa sẽ đích thân đến gặp mọi người. Nghe vậy, đám đông vốn đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Không ai ngờ rằng thiên tử sẽ làm vậy. Thiên tử đến, quỳ xuống, Ngự Lâm quân ngoài cửa nói lớn. Sau đó hai hàng Ngự Lâm quân mở lối chính vào thiên tử các, xếp hàng ngay ngắn, hộ tống thiên tử đi vào. Tiếng quát lớn này của Ngự Lâm quân khiến đám người võ tông cảm thấy khó xử. Nếu bọn họ quỳ lạy thiên tử thì đồng nghĩa với việc thừa nhận uy quyền của thiên tử, còn nếu bọn họ không quỳ thì là không tôn trọng thiên tử. To gan, thiên tử giá lâm mà dám không quỳ xuống. Long Thất tiến lên trước, quát lớn. Mấy ông lão có cấp bậc trong võ tông nhìn Long Thất với ánh mắt ác ý. Tuy nhiên, lúc thiên tử chỉ còn cách cửa vài bước, mấy ông lão này vẫn miễn cưỡng quỳ xuống. Thấy mấy vị tiền bối có tiếng nói quỳ xuống, đám người võ tông cũng lần lượt quỳ theo. Cảnh tượng này vượt xa tầm mong đợi của Long Thất. Ngay cả tiếng quát vừa rồi của anh ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại như thiên tử nói. Đám người này không hề có dũng khí đối mặt với thiên tử, chứ huống chi là ám sát. Các vị bình thân, không biết các vị đến Long Các là vì chuyện gì? Thiên tử cười nói. Thưa thiên tử, đêm qua Vạn Kiếm Các đã bị tiêu diệt. 9/10 chuyện này là do huyết tộc làm. Đúng vậy, mặc dù chúng ta đã đánh bại huyết tộc ở Hoa Sơn, nhưng bọn họ vẫn không chịu từ bỏ, nhất quyết muốn bắt con cháu của nhà họ Lý và nhà họ Chu. Thiên tử. Chúng ta không thể bỏ qua sự an toàn của Hoa Quốc, bỏ qua sự an toàn của Võ Tông, chỉ vì mấy chục người của hai nhà bọn họ được. Đám người Võ Tông mỗi người một câu, nhưng câu nào chĩa mũi giáo vào nhà họ Lý và nhà họ Chu. Mọi người nói đều rất có lý. Chúng ta không đáng mạo hiểm lớn như vậy chỉ vì người nhà họ Lý và nhà họ Chu được, càng không thể kéo theo cả người dân Hoa Quốc cùng mạo hiểm. Có thể thấy, các vị đều là những người yêu nước thương dân. Nghe thiên tử nói vậy, không chỉ có người của Võ Tông kinh ngạc mà ngay của Long Thất cũng sững sờ, quay đầu lại nhìn thiên tử. Nhưng trước mặt nhiều người Võ Tông như vậy, Long Thất cũng không dám lên tiếng dù trong lòng có hàng ngàn câu hỏi. Thiên tử nói thật sao? Một ông lão đứng đầu nghi ngờ hỏi. Thiên tử khẽ gật đầu nói, quân vương không nói đùa. Tôi nên gọi ông thế nào đây? Tôi là trưởng môn của Thiên Đao Môn, tên Phương Tử Bình. Ông lão đứng thẳng dậy, chắp tay vái thiên tử rồi cung kính nói. Ồ, trưởng lão Phương, hân hạnh gặp mặt, thiên tử cũng lịch sự đáp lại rồi cười nói, bản quân là quân vương một nước, thân là quân vương nên đối đãi bình đẳng, khắp dưới gầm trời, đâu chẳng là đất của vua. Những lời các vị vừa nói thực ra ta đã sớm có kết luận rồi, chỉ là sợ mất thể diện, nên phải từ chối yêu cầu của huyết tộc. Nếu mọi người đã nhất trí không nên vì một vài người mà mạo hiểm thì bản quân sẽ phái người đưa bọn họ đến huyết tộc, mặc huyết tộc xử lý. Nghe vậy, đám người võ tông lộ ra vẻ khinh thường. Thiên tử kiên cường, dầu lòng hy sinh cái gì chứ? Thiên tử thông minh hơn người gì chứ? Chẳng qua chỉ là hổ giấy, khi đối mặt với sự chất vấn của nhiều người, vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Tốt quá, vậy thì chúng tôi sẽ yên lặng chờ tin chốt. Chuyện ồn ào ngày hôm nay, vẫn mong thiên tử đừng trách. Phương Tử Bình bĩu môi, cúi đầu chào thiên tử rồi quay người định rời đi. Đợi đã, thiên tử đột nhiên gọi Phương Tử Bình bằng giọng lạnh lùng. Mọi người nhíu mày, quay đầu nhìn thiên tử nói, thiên tử còn điều gì căn dặn sao? Căn dặn thì không dám. Bản quân đã nói rồi, thân là quân vương, phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Hôm nay... Bản quân đồng ý với các vị sẽ giao nhà họ Lý và nhà họ Chu, sau này, nếu huyết tộc muốn bản quân giao người nhà họ Phương, nhà họ Tần và nhà họ Trương thì bản quân cũng sẽ có lý do để giao ra. Nói cách khác,
nếu ngày mai huyết tộc yêu cầu bản quân giao thiên đao môn thì bản quân cũng nên làm theo. Cái gì? Phương Tử Bình nghe vậy, tức giận nói lớn, thiên tử, lời này của ngài có phải là đang nguyền rủa thiên đao môn chúng tôi không? Hơn nữa, thân là thiên tử, lẽ nào ngài định nghe theo huyết tộc sao? Hừ, tôi thấy, trưởng giáo Phương, ông vừa chính miệng nói với bản quân rằng không nên mạo hiểm cả thiên hạ chỉ vì mười mấy người. Lẽ nào lại muốn bản quân vì mấy trăm người của thiên đao các mà từ bỏ thiên hạ sao? Trong số các vị, ai đồng ý bản quân giao người nhà họ Lý và nhà họ Chu ra thì hãy ký khế ước với bản quân. Nếu một ngày nào đó, huyết tộc yêu cầu bản quân giao đầu của các người ra thì các người cũng phải dâng lên bằng hai tay. Thiên tử càng nói, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng, uy nghiêm của thiên tử áp đảo mọi người đến mức không dám ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, chưa đến 5 phút, không một ai có mặt dám ký khế ước với thiên tử. Sao thế? Chẳng phải các vị yêu nước thương dân lắm sao? Sao lại không lên tiếng? Hay là để bản quân phái người đi bắt người nhà họ Lý và nhà họ Chu đến đây? Chỉ cần các vị ký tên vào khế ước thì bản quân sẽ lập tức giao bọn họ cho huyết tộc, được không? Lời này tương đương với việc đẩy tất cả người của võ tông vào đường chết. Nếu bọn họ dám gật đầu thì nhất định phải ký tên. Đến lúc huyết tộc tìm đến, một câu nói của thiên tử có thể sẽ đẩy bọn họ vào chỗ chết. Bọn họ muốn thiên tử giao nhà họ Lý và nhà họ Chu ra, chỉ là để bảo vệ an toàn cho bản thân, chứ không hề muốn buộc bom lên người. Trưởng môn Phương, vừa rồi tôi thấy giọng ông cao nhất, hay là ông làm gương cho mọi người đi? Thiên tử bình tĩnh nói. Chuyện này, thiên tử, chuyện này e rằng không thỏa đáng, hỗn xược. Phương Tử Bình còn chưa kịp nói xong, thiên tử đã tức giận nói, Phương Tử Bình thật to gan. Bản quân đang xin ý kiến của ông sao? Ngự Lâm quân đâu, cùng với tiếng quát lớn của thiên tử, Long Thất vội vàng chạy lên, hành lễ nói, có mạt tướng. Phương Tử Bình bức thiên tử thoái vị, làm loạn triều cương, đại nghịch bất đạo. Theo luật của Hoa Quốc, có tội phải phạt, thiên tử nói xong, tất cả mọi người trong võ tông đều chết lặng. Vị thiên tử trẻ tuổi này muốn trừng phạt Phương Tử Bình ư. E rằng cho dù đại trưởng lão của võ tông đến thì cũng phải gọi Phương Tử Bình một tiếng tiền bối. Thiên tử, xin đợi một chút, Phương Tử Bình phạm tội gì? Một ông lão đứng bên cạnh vội vàng bước lên giải vây. Dù sao nơi đây cũng là cổng chính của thiên tử các, cho dù thực lực của bọn họ có mạnh đến đâu thì cũng không dám khiêu chiến với Ngự Lâm quân ngay trước cửa thiên tử các. Luôn miệng yêu cầu bản quân giao nhà họ Chu và nhà họ Lý ra, bản quân đã đồng ý với ông ta rồi, nhưng bản quân cũng muốn ông ta đảm bảo rằng nếu sau này huyết tộc muốn nhà họ Phương, thậm chí là thiên đao môn thì ông ta cũng phải làm theo nhà họ Lý và nhà họ Chu, chết vì nghĩa. Nhưng Phương Tử Bình đã coi lời bản quân như một trò đùa, đây là tội khi quân phạm thượng. Bản quân trăm công nghìn việc, Phương Tử Bình lại dẫn người náo loạn thiên tử các, phá rối chính sự, đây là tội làm loạn triều cương. Tập hợp hàng nghìn người vây chặn thiên tử các, còn bức cung uy hiếp thiên tử. Ông ta không đáng chết sao? Từng câu từng chữ của thiên tử đều vô cùng có lý, khiến đám người võ tông không thể phản bác. Chuyện này, chúng tôi chỉ muốn khuyên nhủ thiên tử, vì đại cục, Phương Tử Bình còn chưa kịp nói xong, thiên tử đã lạnh lùng cắt ngang, khuyên nhủ. Tốt lắm, các người mang theo đao kiếm đến là để khuyên nhủ sao? Được, thông báo cho tất cả phương tiện truyền thông, nếu người dân Hoa Quốc cũng cho rằng các người đến khuyên nhủ, không phải ép cung thì bản quân sẽ tha cho các người. Nếu người dân Hoa Quốc cho rằng các người đang ép cung thì bản quân sẽ trừng trị các người ngay tại chỗ. Nghe vậy, không chỉ Phương Tử Bình mà ngay cả hàng nghìn trưởng môn võ tông bên cạnh ông ta cũng sợ hãi. Ai mà ngờ thiên tử lại dám làm chuyện này chứ? Nhưng mà ở trước mặt thiên tử đài, bọn họ cũng không dám phản kháng, huống chi là ra tay. Nếu chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, người dân Hoa Quốc chắc chắn sẽ vô cùng oán hận bọn họ. Thiên tử, tôi cho rằng Phương Tử Bình xúc phạm thiên tử, chết cũng không hết tội. Thiên tử, đều là do Phương Tử Bình dụ chúng tôi đến đây. Mong thiên tử điều tra rõ ràng. Thiên tử, lúc nãy Phương Tử Bình còn nói muốn dẫn thiên đao môn tấn công thiên tử các, dùng vũ lực đoạt lấy ngai vàng, xin thiên tử hãy giết quân phản nghịch. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Phương Tử Bình, tất cả mọi người trong võ tông đều quỳ xuống. Lúc này, Phương Tử Bình sợ đến mức không nói được lời nào. Đám người võ tông vừa rồi còn đứng về phía ông ta, mà chớp mắt đã bán đứng ông ta.
Ngự Lâm Quân, kéo Phương Tử Bình ra ngoài, chém làm đôi để cảnh cáo. Thiên tử chỉ vào Phương Tử Bình nói. Vài người lính Ngự Lâm Quân xông lên, ấn Phương Tử Bình xuống đất, không nói lời nào, trói chặt ông ta lại. Thiên tử, tôi sai rồi, tôi, truyền khẩu dụ của bản quân, Thiên Đao Môn có ý đồ mưu phản, trừng trị theo luật nước, diệt môn. Phương Tử Bình còn chưa nói xong, Thiên tử đã lạnh lùng ngắt lời trước mặt đám người võ tông và hàng vạn người dân đang xem, kết án tử hình Thiên Đao Môn. Cậu, tôi thành ma cũng không, Phương Tử Bình chưa kịp nói xong, Ngự Lâm Quân ở bên cạnh đã tát vào mặt ông ta mấy cái. Hành hình, Long Thất nghiến răng quát lớn. Một tiếng chém lớn vang lên, Phương Tử Bình bị chém thành hai mảnh. Nếu ai dám làm loạn triều cương nữa thì sẽ có kết cục giống như ông ta. Chuyện ngày hôm nay, bản quân không muốn đi điều tra sâu, các người tự xử lý đi. Nói xong, thiên tử phất tay áo, sải bước ra khỏi đại điện. Một lúc lâu sau, đám người võ tông mới lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm than thật nguy hiểm. Không ai ngờ rằng một vị thiên tử trẻ tuổi mà lại có dũng khí đến vật, ra tay vô cùng quyết đoán. Chỉ bằng vài câu ngắn ngủi, thiên tử đã có thể lấy mạng Phương Tử Bình, còn tiện tay tiêu diệt Thiên Đao Môn. Sau khi đám người võ tông rời đi, Long Thấy mới chậm rãi đi về phía cổng thiên tử các, ra lệnh cho Ngự Lâm Quân đóng cổng lại. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Long Thất ngồi phịch xuống đất. Lúc thiên tử hạ lệnh chém Phương Tử Bình, tim Long Thất như mắc nghẹn ở cổ. Ngộ nhỡ đám người võ tông đột nhiên chống cự bằng vũ lực thì anh ta và vài người lính Ngự Lâm Quân sẽ không thể bảo vệ thiên tử. Tướng quân Long Thất, anh không sao chứ? Một người lính Ngự Lâm Quân đầy mồ hôi đỡ Long Thất dậy. Không sao, mau đi xem thiên tử. Nói xong, Long Thất được hai người lính Ngự Lâm Quân đỡ về phía thiên tử các. Trong đại điện, thiên tử nhắm mắt, ngồi trên ghế rồng, mồ hôi lạnh to bằng hạt ngọc chảy xuống. Thiên tử, nguy hiểm quá. Nghe thấy giọng Long Thất, thiên tử chậm rãi mở mắt, lau mồ hôi lạnh trên trán nói, nguy hiểm thật. Lúc nãy nếu bản quân không lấy tính mạng của bọn họ ra uy hiếp thì hôm nay e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Hả, Long Thất nghe vậy, nói với giọng khó hiểu, không phải ngài nói, bọn họ không dám, dồn bọn họ vào đường chết thì bọn họ mới không dám. Nhưng Phương Tử Bình đã đến lúc chết rồi. Nếu bản quân không uy hiếp tính mạng của bọn họ thì Phương Tử Bình sao có thể không phản kháng? Ông ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không phải sợ bản quân, mà là sợ đồng bọn sẽ công kích ông ta. Nói đến đây, thiên tử thở ra một hơi dài, mặt bình tĩnh trở lại. Chiều hôm đó, Huyết Kiến Hầu Tước Điền Thương Hải, một trong ba vị hầu trước của huyết tộc đã tổ chức tiệc tại núi Điểm Thương ở gần Long Kinh, còn đặc biệt Thiên Minh Tử như người đứng đầu võ tông. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, cả nước trở nên náo động. Hầu như mọi người đều đoán rằng Vạn Kiếm Các chỉ là sự khởi đầu, huyết tộc có lẽ sẽ ra tay với võ tông Hoa Quốc. Mục đích mời Thiên Minh Tử đến bữa tiệc chính là kế dụ hổ xuống núi. Hơn nữa, Lục Tiểu Thiến còn đích thân đến trang viên của Thiên Minh Tử để mời. Nghe nói khi Lục Tiểu Thiến đến, Thiên Minh Tử đã vội vàng mời Lục Tiểu Thiến vào phòng khách. Cô Lục, đại giá Quang Lâm, thật hân hạnh, Thiên Minh Tử vừa nói vừa chào Lục Tiểu Thiến, rõ ràng là đang muốn lấy lòng cô ta. Dù sao phía sau cô ta còn có cả nhà họ Lục vững mạnh. Hơn nữa địa vị của cô ta trong huyết tộc cũng không thấp, so ra Thiên Minh Tử còn không bằng con kiến. Tối nay, tiền bối Điền Thương Hải tổ chức tiệc ở núi Điểm Thương, mời các anh hùng võ tông đến dự để hóa giải hiểu lầm giữa hai bên. Không biết ông có muốn đến dự không? Lục Tiểu Thiến nói vậy, nhưng cô ta không cho Thiên Minh Tử bất kỳ cơ hội lựa chọn nào, mà trực tiếp đưa thiệp mời cho Thiên Minh Tử. Hầu tước huyết tộc có lời mời, đó là vinh hạnh cho tôi. Chỉ là Thiên Minh Tử khẽ cau mày khó xử. Chỉ là cái gì, hay là ông cảm thấy hầu tước của huyết tộc chúng tôi không xứng ngồi cùng bàn tiệc với ông? Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tiểu Thiến trở nên lạnh lẽo, cô ta lạnh giọng hỏi. Không không không, tôi nào dám cự tuyệt hầu tước, tôi chỉ muốn nói chúng tôi chưa từng có ý nghĩ trở thành kẻ thù với huyết tộc, mong cô Lục minh xét. Thiên Minh Tử không hề lo lắng sau khi mình đến núi Điểm Thương dự tiệc. Hoa Quốc sẽ xảy ra chuyện gì, mà ông ta lo lắng đối phương sẽ xử lý ông ta trong bữa tiệc. Dù sao lúc trước trên đỉnh Hoa Sơn, Thiên Minh Tử thực sự quá ngông cuồng, thậm chí còn cười nhạo đám người Chu Trấn Long, càng không coi ba vị bá tước của huyết tộc ra gì.
người ta lên kế hoạch giết ông ta cũng không có gì đáng trách. Yên tâm đi, nếu chúng tôi muốn giết ông thì dù ông có trốn đằng trời cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của huyết tộc. Chuẩn bị đi, rồi đi cùng tôi. Lục Tiểu Thiến chắp tay sau lưng, không cho Thiên Minh Tử cơ hội từ chối. Lúc Thiên Minh Tử xuất phát đi tới núi Điểm Thương, Tần Vũ đã nhận được tin báo, vừa nghe được tin tức này, Tần Vũ lập tức ngẩn ra tại chỗ. Thiên Minh Tử giờ đang là cao thủ số một trong võ tông Hoa Quốc, sao huyết tộc có thể vô duyên vô vớ mở tiệc chiêu đãi ông ta chứ? Dù là huyết tộc hay là thiên tử, hoặc là giới chính trị Hoa Quốc, trong lòng mọi người đều hiểu rõ thế kiềng ba chân đã được dựng nên, không có ai là bạn bè của nhau nữa hết. Bây giờ đối phương mở tiệc chiêu đãi Thiên Minh Tử chỉ có hai khả năng. Một là muốn lôi kéo. Hai chính là kế điệu hổ ly sơn, mà mục đích chỉ có thể là mấy thành phố lớn có tính mấu chốt của Hoa Quốc. Mặc dù đối với huyết tộc mà nói thì thành phố không có ý nghĩa gì lớn, thế nhưng chiếm lĩnh được thành phố lớn của Hoa Quốc lại có thể làm lung lay nền móng của nước này, ngoài ra còn khiến cho người dân cả Hoa Quốc thấp thỏm không yên. Đồng thời lại có thể uy hiếp tới quyền uy của thiên tử, có thể nói chính là một mũi tên trúng nhiều đích, cực kỳ thâm độc. Ngay tức thì, rất nhiều người đều đang bàn tán sôi nổi. Vào chiều ngày hôm đó đã truyền ra một thông tin, Thiên Minh Tử từ chối thẳng mặt lời mời của Lục Tiểu Thiến. Tin tức này vừa mới được tung ra đã lập tức dẹp yên những tiếng xì xào bàn tán của không ít người. Chỉ cần có Thiên Minh Tử chấn giữ, bên phía huyết tộc sẽ không dám có hành động gì quá lớn. Cùng lúc này, một thông tin bùng nổ khác lại được truyền ra, khiến cho cả Hoa Quốc trở nên hoảng loạn. Sau khi bị Thiên Minh Tử đuổi đi, Lục Tiểu Thiến lại mời Tiêu Chính Văn. Thế nhưng Tiêu Chính Văn trước giờ vẫn tự tin phải bảo vệ nhân dân Hoa Quốc lại vui vẻ nhận lời mời của huyết tộc. Tin tức này vừa mới truyền ra đã nhận lại vô số lời mắng chửi. Thật sự không ngờ vua Bắc Lương lại bán đứng chúng ta. Hừ, mấy người bọn họ thì làm gì bận tâm tới sự sống chết của nhân dân bình thường như chúng ta, ai nấy cũng vội vàng đi nịnh nọt lãnh đạo cấp cao của huyết tộc. Mắt tôi mù rồi. Sao có thể tin tưởng lãnh đạo của giới chính trị sẽ bảo vệ những người dân bình thường như chúng ta cơ chứ? Sau khi Tần Vũ nghe thấy thông tin này thì cảm thấy cực kỳ khó hiểu, một loạt hành động gần đây của Tiêu Chính Văn đều khiến cho Tần Vũ chẳng thể nào hiểu được. Vừa mới ban nãy, Tần Vũ đã gọi điện thoại cho Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn thừa nhận huyết tộc có mời anh nhưng Tiêu Chính Văn đã từ chối luôn rồi. Thế nhưng sao dư luận lại trái ngược như vậy cơ chứ? Báo cáo, đúng vào lúc này. Bên ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, một lính thông tin đi tới trước cửa phòng làm việc của Tần Vũ. Vào đi, Tần Vũ trầm giọng nói. Tổng tư lệnh Trần, theo như báo cáo mới nhất, Thiên Minh Tử đã cùng rời đi với Lục Tiểu Thiến tới núi Điểm Thương rồi. Lính thông tin đó đưa bản mật báo kia ra trước mặt Tần Vũ. Cái gì? Tần Vũ tiện tay nhận lấy bản báo cáo đó, bên trên viết rất rõ ràng, đúng một giờ chiều. Lục Tiểu Thiến và Thiên Minh Tử đã cùng rời khỏi trang viên ở ngoại ô phía Bắc và đi về phía núi Điểm Thương. Tần Vũ nhíu mày trầm tư hồi lâu mới khẽ gật đầu nói, đổi trắng thay đen. Quả nhiên là thâm độc, Thiên Minh Tử phải tung hỏa mù với thế giới bên ngoài chẳng qua là muốn gây dựng một hình tượng không sợ cường quyền. Thế nhưng trên thực tế thì ông ta lại là một kẻ nhát chết, căn bản không dám đắc tội quá nhiều với huyết tộc. Hơn nữa, lỡ như huyết tộc có động thái lớn gì thì ông ta cũng có thể đùn đẩy sạch sẽ. Không chỉ có Thiên Minh Tử đi theo Lục Tiểu Thiến tới núi Điểm Thương, trong số năm đại danh Sơn cũng có một số nhân vật máu mặt được mời qua đó. Một số tông môn lớn trong võ tông, ngoại trừ võ thần tông và dược vương cốc ra thì các trưởng môn tông môn còn lại cũng gần như đều tới đông đủ cả. Lục Tiểu Thiến liếc mắt nhìn đám người đang ngồi rồi nói với Thiên Minh Tử. Những người đang ngồi đây ngày hôm nay chắc hẳn chính là chiến lực cao nhất của võ tông Hoa Quốc rồi nhỉ. Thiên Minh Tử khẽ ngẩn ra, cười hiền nói, cũng đại khái thế đi, trước mắt thì ngoại trừ Tiêu Chính Văn ra, những người đang có mặt chính là nhân vật đẳng cấp nhất của võ tông Hoa Quốc rồi, còn về võ thí thiên và dược sư hoàng thì có lẽ cũng sẽ không gây trở ngại cho huyết tộc đâu. Lúc này, Thiên Minh Tử gần như đã đoán được Lục Tiểu Thiến dự định làm gì, trong lòng không khỏi thầm vui mừng. Vậy thì tốt. Tối ngày hôm nay, huyết tộc chúng tôi có một việc lớn cần làm, hy vọng mọi người sẽ biết điều một chút, ở lại nơi này ăn uống vui vẻ, không cần phải lo chuyện bao đồng. Tính uy hiếp trong mấy lời này của Lục Tiểu Thiến cực kỳ nồng đậm, mà những kẻ đang có mặt của huyết tộc cũng đều là cao thủ,
vào lúc mà Lục Tiểu Thiến lên tiếng thì gần như ai nấy đều lộ ra sát khí. Cô Lục nói đùa rồi, sự sống chết của mấy người đó thì có liên quan gì tới chúng tôi, một đám kiến chết đi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Thiên Minh Tử khẽ cười nói. Ừ, xem ra ông vẫn rất thức thời nhỉ. Lục Tiểu Thiến cười lạnh lùng gật đầu. Thật ra cô Lục nên hiểu rõ tôi là người của ai, đại diện cho lợi ích của bên nào, dù là nói từ phương diện nào thì chúng ta cũng là người cùng một phe, Thiên Minh Tử nói với vẻ nịnh nọt. Ừ, nhà họ Khổng quả thực cũng coi như một nửa là người phe mình rồi, chỉ là thái độ gần đây của Thiên Cung Bắc Cực không rõ ràng lắm, có điều tôi vẫn có một câu muốn hỏi ông, lần này chỉ có một mình ông trở về thế tục thôi sao? Lục Tiểu Thiến khẽ cười hỏi. Đương nhiên rồi. Bây giờ tình hình chiến sự ở vùng ngoài lãnh thổ cực kỳ nguy cấp, không chỉ có chúng tôi tin rằng huyết tộc cũng rất khó để rút ra nhiều cao thủ hơn nữa, nếu không thì cũng chẳng việc gì phải giảng hòa với bầy kiến ở thế tục này phải không? Thiên Minh Tử khẳng định chắc nịch. Vậy thì tốt, biểu cảm của Lục Tiểu Thiến bất chợt trở nên sắc lạnh, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt. Lúc này, ở trước cửa khách sạn Vãn Long ở Long Kinh, Tiêu Chính Văn sải bước ngồi vào bên trong một chiếc xe sang màu đen. Để không thu hút sự chú ý của người khác, chiếc xe sang màu đen này lái tới sân bay không quân bên ngoài Long Kinh. Mười mấy phút sau, một chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh bay thẳng lên trời và lao về phía Sơn Thành. Sau 2 tiếng đồng hồ, Tiêu Chính Văn đã về tới tiệm Ngọc Vi Nhan. Mấy người Chu Hạo Nhiên và Chu Lâm Lâm đã đợi ở sân sau từ lâu. Cậu Tiêu, nếu như thật sự giống như những gì cậu nói. Cả nhà chúng tôi bằng lòng tới Long Kinh tìm nhà họ Lục nói lý, mặc cho bọn họ muốn xử lý sao cũng được, miễn là người dân của Sơn Thành không bị liên lụy. Chu Hạo Nhiên tiến lên trước một bước, nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù Tiêu Chính Văn vẫn luôn bảo vệ cho nhà họ Chu, còn về nhà họ Lý thì căn bản không cần Tiêu Chính Văn phải lo lắng quá nhiều. Dù gì Lý Chính Đạo cũng là thế tử nhà họ Lý. Nếu như ngay cả thế tử cũng không bảo vệ được thì nhà họ Lý có tồn tại hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Điều mà ông ta lo lắng nhất chính là an nguy của nhà họ Chu. Từ một loạt những động thái của huyết tộc, có tới 80-90% đêm nay họ sẽ giết vào Sơn Thành, mà mục đích của bọn họ chính là để diệt trừ nhà họ Chu. Dù mấy người có chết trước mặt người nhà họ Lục thì cũng không có chuyện huyết tộc sẽ trở về vùng ngoài lãnh thổ, mục đích của bọn họ là di tích Long tộc. Còn về ân oán với nhà họ Chu thì chỉ là tiện tay lôi vào mà thôi. Dù nhà họ Chu hay là người dân của Hoa Quốc thì cũng đều là con dân của đất nước này, sao có thể chắp tay tặng cho huyết tộc cơ chứ? Mấy người cứ yên tâm mà đợi ở đây đi. Tiêu Chính Văn nói xong liền cử người gọi Độ Thiên Chân Nhân tới, giao trận pháp đồ cho Độ Thiên Chân Nhân rồi dặn dò cụ ấy bố trí một đại trận bảo vệ xung quanh Sơn Thành. Khi trời tối dần đi, Lục Tiểu Thiến liếc mắt nhìn những người đang ngồi. Khẽ cười nói, các vị, tôi hy vọng trước khi trời sáng, mọi người đều không rời khỏi nơi này. Ý của tôi là bất luận bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì tốt nhất cứ coi như không có liên quan gì tới mình. Mọi người quay đầu nhìn về phía hai người Lục Tiểu Thiến và Điền Thương Hải theo bản năng. Thiên Minh Tử vội vàng đứng dậy giải vây, các vị, lúc chúng tôi ở vùng ngoài lãnh thổ vẫn thường mở yến tiệc thâu đêm, vậy nên mọi người không cần phải thấy lạ. Thấy Thiên Minh Tử nói như vậy. Lúc này mọi người mới yên tâm, tiếp tục nâng ly uống cạn. Mãi tới khi đèn hoa bừng sáng, từng đám mây đen quy tụ về phía thành phố Sơn Thành với tốc độ cực nhanh. Khi mây đen tiến lại gần Sơn Thành, không ít bóng đèn trên đường chợt trở nên lập lòe lúc sáng lúc tối. Một luồng khí tức vô cùng áp bức ép cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Ngay cả mặt đất cũng mang theo một loạt khí tức ngột ngạt, người đi trên đường đều có một loại cảm giác rất khó hít thở. Mây đen không ngừng kéo tới, gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả bóng đèn ở Sơn Thành đều đột nhiên tắt phụt. Một luồng áp lực khủng bố theo đó giáng xuống, dường như mỗi người dân Sơn Thành đều có một loại cảm giác như sắp chết. Vô số đám mây màu máu bao phủ lấy Sơn Thành, ngay cả trong không khí cũng lan tràn một mùi máu tanh hết sức nồng đậm. Huyết tộc, tại một vùng ngoại ô xa xôi ở Sơn Thành, một bóng người màu trắng đứng bật dậy và gầm lên rất lớn. Trên thiên sơn cách Sơn Thành không xa, Sở Hồng Thiên đột nhiên trợn trừng hai mắt nhìn về phía đám mây máu cực lớn phía chân trời, kinh ngạc nói đây là khí tức của nhân vương cấp 5. Sau khi luồng khí tức này xuất hiện, toàn bộ thành phố Sơn Thành rung chuyển dữ dội. Nhiều người dân thường hoảng sợ đến mức chạy ra đường, tưởng rằng có động đất lớn.
mà ông lão áo trắng lúc trước bay lên không trung, lúc này cũng không khỏi biến sắc. Khí tức của đối phương quá mạnh, chỉ riêng áp lực này đã khiến ông ta có cảm giác sắp chết, giống như chỉ cần đối phương ra tay, ông ta nhất định sẽ chết. Sau khi đám mây máu bốc lên, một chùm ánh sáng màu đỏ như máu lóe ra từ sau tầng mây, rồi một bóng người từ từ bước ra từ trong chùm sáng đó. Người này vừa xuất hiện, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ cuồn cuộn ập đến. Toàn bộ Sơn Thành đã bị bao trùm trong một bầu khí tức chết chóc vô cùng đáng sợ. Không ít người trong võ đạo nhìn chằm chằm bóng dáng trên không trung ấy, hắn dường như là tử thần đến từ tầng thứ 9 của địa ngục. Người đàn ông mặc đồ đen bước ra từ đám mây máu, một cột sáng đỏ thẫm phóng thẳng lên bầu trời. Gần như toàn bộ Hoa Quốc đều có thể nhìn thấy rõ cột sáng màu đỏ tươi như máu ấy vươn thẳng tới bầu trời. Hừ, Sơn Thành, vào lúc này, những người trong võ tông đang dự tiệc ở điểm Thương Sơn đều đưa mắt nhìn về phía Sơn Thành. Luồng khí tức đó thực sự quá mạnh mẽ, cho dù ở cách xa ngàn dặm, bọn họ vẫn cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương. Các vị, như tôi đã nói, bất kể hôm nay xảy ra chuyện gì, đều không liên quan đến mọi người. Lục Tiểu Thiến nói rồi, mỉm cười nâng ly rượu lên ra hiệu với mọi người. Cô Lục, huyết tộc của cô hành động như vậy hình như không thích hợp lắm. Một ông lão đức cao vọng trọng trong võ tông đập ly rượu xuống bàn. Không thích hợp, trong lúc Lục Tiểu Thiến nói, sát khí lúc ẩn lúc hiện trong mắt cô ta. Điền Thương Hải hừ một tiếng, vung tay lên, ông lão đó lập tức hóa thành một vũng máu loãng. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người có mặt đều kinh hãi. Đó là một vị cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 1, đến một cái chỉ tay của ông ta cùng không chịu nổi sao. Đây rõ ràng là giết gà dọa khỉ. Hôm nay dù có chuyện gì xảy ra, cũng không liên quan gì đến các vị. Đây là chuyện riêng nhà họ Lục chúng tôi, vì vậy mọi người chỉ cần thoải mái ăn uống no say là được rồi. Trên mặt Lục Tiểu Thiến vẫn duy trì một nụ cười nhạt. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên Minh Tử, trong số những người bọn họ, chỉ có Thiên Minh Tử là có đủ thực lực chiến đấu với Điền Thương Hải. Thiên Minh Tử liếc nhìn mọi người, nâng ly nói, các vị, cô Lục nói đúng. Chuyện xảy ra hôm nay chỉ là ân oán giữa nhà họ Lục và nhà họ Chu, không liên quan gì đến chúng ta. Tại sao mọi người lại vì nhà họ Chu mà làm hại đến sinh mệnh của bản thân? Nào, cạn ly, mọi người nghe vậy không khỏi đồng loạt sửng sốt, Thiên Minh Tử lại ăn cây táo rào cây sung, nói giúp huyết tộc. Nhưng thân phận của Thiên Minh Tử rành rành ở đó, cho dù người võ tông bất mãn trong lòng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cùng lúc đó, Tần Vũ cũng nhận được tin tức lập tức người của huyết tộc đang tấn công Sơn Thành. Mục đích không cần nói cũng đoán được, lũ khốn kiếp này, bọn họ lại bí mật ra tay với nhà họ Chu. Nói rồi, Tần Vũ đập mạnh vào bàn một tiếng, tức giận đứng dậy. Một người lính thông tin bên cạnh vội vàng bước ra nói, Tổng Tư lệnh Tần. Chiều nay vua Bắc Lương đã lái máy bay chiến đấu quay về Sơn Thành rồi. Ồ, nghe vậy, Tần Vũ thoáng thở phào gật đầu. Cũng may là Tiêu Chính Văn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu không hôm nay nhà họ Chu chắc chắn sẽ gặp họa diệt vong. Vào lúc này, toàn bộ Sơn Thành đều đã vô cùng hỗn loạn. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên huyết tộc tới chiếm đóng, lần trước, tuy rằng người của huyết tộc cuối cùng bị đánh lui, nhưng Sơn Thành cũng bị thương vong rất lớn. Chỉ riêng dân thường đã thương vong hơn 10.000 người, mà lần này huyết tộc còn hung hãn hơn, đáng sợ hơn trước nhiều lần. Cho dù là một số môn phái gần Sơn Thành cũng đồng loạt đóng cửa cố gắng tự bảo vệ mình. Cảm giác áp bức mà loại khí tức đáng sợ này mang lại cho người trong võ tông quá mạnh mẽ. Họ không giống với người thường, hoàn toàn có thể thông qua loại khí tức đáng sợ này mà cảm nhận được sức mạnh của đối phương. Cho dù là một đòn tấn công ngẫu nhiên cũng có thể xóa sổ hoàn toàn Sơn Thành trong tích tắc. Nhìn thấy những đám mây đỏ như máu đã bao phủ toàn bộ thành phố, trên mặt Lục Tiểu Thiến lộ ra vẻ tự mãn. Bây giờ, Thiên Minh Tử và những người khác đã bị giam lỏng ở điểm Thương Sơn, hoàn toàn không thể giúp được gì, mà những môn phái gần Sơn Thành đều vô danh trong võ tông Hoa Quốc. Bọn họ sao có thể ngăn được cuộc tấn công của hầu tước huyết tộc? Chỉ cần dám phản kháng. Bọn họ sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Về phần Tiêu Chính Văn, anh thực sự có khả năng đấu với hầu tước của huyết tộc sao? Phải biết rằng mỗi vị hầu tước của huyết tộc đều là một cao thủ nhân vương cấp 5. Trình độ này có thể là không là gì ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng trong giới thế tục, lại là đỉnh cao đứng trên mọi thứ.
cho dù nhà họ Lục hay nói cách khác là lãnh đạo cao cấp của huyết tộc đã đạt được thỏa thuận gì đó với nhà họ Chu, thì cũng không thể ngăn cản được cô ta báo thù. Bất luận thế nào thì người nhà Chu cũng phải chết, hơn nữa còn phải diệt môn. Đây là ân oán ngàn năm giữa nhà họ Lục và nhà họ Chu, cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến lần này Lục Tiểu Thiến đích thân đến giới thế tục. Chính lúc này, người đàn ông áo đen ở trên bầu trời Sơn Thành lạnh lùng nhìn ông lão áo trắng, lập tức xuất một trường. Một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ phủ xuống người ông lão cũng là một vị cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương, trước đây từng giao chiến với huyết tộc. Vì vậy, ngay khi đám mây máu lần đầu tiên xuất hiện, ông lão đã chủ động đứng dậy. Tuy nhiên, đối thủ lần này ông phải đối mặt lại là cao thủ nhân vương cấp 5, sao một bán bộ nhân vương như ông ta có thể chống lại được? Trên bầu trời Sơn Thành, đột nhiên nổi lên một cơn sóng, luồng khí kình mãnh liệt ấy bị áp chế lại hơn phân nửa. Nhưng nó vẫn đánh ông lão từ trên cao ngã sóng xoài dưới mặt đất. Phụt, ông lão phun ra một ngụm máu lớn, vô cùng hoảng sợ nhìn người áo đen trên không trung. Uy lực này quả thật là thiên hạ vô địch, khi ông lão áo trắng bị đánh trọng thương, gần như cả thành phố Sơn Thành đều rơi vào tuyệt vọng. Đến cả Lục Tiểu Thiến cũng không thèm nhìn tình hình bên Sơn Thành nữa, cao thủ bán bộ nhân vương duy nhất có thể ngăn chặn được thì bây giờ cũng đã bị đánh trọng thương, còn ai có thể cứu nhà họ Chu? Theo cô ta thấy, mọi thứ đã được định sẵn rồi. Nhưng chính vào lúc mọi người hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, Tiêu Chính Văn chậm rãi bước ra, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc đồ đen trên không trung. Một tia sáng vàng vô cùng chói mắt phóng thẳng lên cao, đồng thời bốn phía dưới mặt đất rung chuyển dữ dội. Cùng lúc đó, Độ Thiên Chân Nhân vung tay rút kiếm ra, một tia sáng lập tức từ phía Sơn Thành hướng thẳng lên trời. Trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện một vầng sáng cực lớn, bao bọc toàn bộ Sơn Thành bên trong. Nhìn thấy vầng sáng dâng lên, người đàn ông áo đen trong đám mây máu không khỏi sửng sốt. Vầng sáng này gần như không yếu hơn hộ sơn đại trận của các đại danh sơn, ngay cả cao thủ nhân vương cấp 5 cũng không thể phá giải hộ sơn đại trận của các đại danh sơn. Người có thể bày ra loại trận pháp phòng như thế này, nhất định là một cao thủ tuyệt đỉnh. Ngay khi hắn còn đang sững sờ, một bóng dáng cao lớn đột nhiên bay thẳng lên trên bầu trời, chân dẫm lên hỏa quang, sau lưng là ánh sao lấp lánh vô hạn. Chỉ là một đám sương mù đã che khuất khuôn mặt của người này, hoàn toàn không nhìn rõ đường nét khuôn mặt. Khi bóng dáng cao lớn ấy bay lên trên không, cảm giác áp lực đáng sợ lúc trước cũng dần biến mất, Sơn Thành lại hồi phục sự yên bình. Không biết ngài là thần thánh phương nào, nhưng mong ngài đừng vì hiểu lầm mà hại thân, vì lũ sâu bọ này mà mất mạng, mất nhiều hơn được. Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, khí tức lập tức khóa chặt trên người Tiêu Chính Văn. Hiểu lầm mà hại thân, Tiêu Chính Văn lạnh lùng bật cười, khinh thường nói, ai cho anh dũng cảm và tự tin mà phát ngôn ngông cuồng như vậy. Vừa dứt lời, các ngôi sao trên bầu trời lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, như thể một thiên hà đều đang đổ xuống. Thiên Minh Tử vốn đang bí mật theo dõi tình hình ở Sơn Thành, nhìn thấy cảnh này, không khỏi tái mặt vì kinh ngạc. Loại khí tức này, loại bí thuật này, không phải chính là thiên tinh thiểm diệu của Thiên Cung Bắc Cực bọn họ sao? Cùng lúc này, nụ cười trên mặt Lục Tiểu Thiến chợt đông cứng lại, cô ta quay đầu lạnh lùng nhìn Thiên Minh Tử nói, chẳng trách ông lại dễ dàng đồng ý đến vậy. Thiên Minh Tử nghe Lục Tiểu Thiến chất vấn liền sững sờ. Dù sao ông ta và huyết tộc đều đến từ vùng ngoài lãnh thổ, hai bên đều quen biết. Đương nhiên Lục Tiểu Thiến biết rất rõ về thuật bí mật của Thiên Cung Bắc Cực. Thiên Minh Tử thật sự không thể chối cãi sự thật này. Nhưng ông ta thật sự không nhận được tin tức nào của Thiên Cung Bắc Cực, càng chưa nghe đến việc phái thêm người tới đây. Cô Lục, hình như có hiểu lầm gì đó rồi. Thiên Cung Bắc Cực chúng tôi thật sự không phái thêm người tới đây. Thiên Minh Tử sự tới mức mặt không còn một giọt máu. Trước đó, ông ta luôn tự cho rằng mình là người đã lên kế hoạch kỹ lưỡng. Đầu tiên là thầm phản bội nhà họ Chu, sau đó dùng kế sách dụ hổ rời núi, khiến Lý Chính Đạo rời khỏi nhà họ Lý, để huyết tộc ra tay tiêu diệt thế lực của hai gia tộc này trong giới thế tục. Bằng cách này, Thiên Cung Bắc Cực sẽ có thể thống trị giới thế tục, đồng thời, có thêm uy lực đánh bại Tiêu Chính Văn. Dù sao ngay từ đầu, Tiêu Chính Văn cũng đã nói trước mặt mọi người rằng sẽ bảo vệ nhà họ Lý và nhà họ Chu. Đến cuối cùng hai nhà này đều bị huyết tộc quét sạch, vậy sẽ còn ai tin vào Tiêu Chính Văn đây? Nhưng lúc này,
cao thủ của Thiên Cung Bắc Cực đang mai phục ở Sơn Thành, rõ ràng là đang nhắm vào Hầu Tước huyết tộc, bản chất toàn bộ chuyện này đã thay đổi. Đổi lại là ai thì cũng sẽ nghi ngờ Thiên Minh Tử. Thậm chí còn cho rằng Thiên Minh Tử cố tình bày ra trò này để chống lại huyết tộc. Ồ, hiểu lầm sao, Lục Tiểu Thiến chế nhạo, vậy muốn hỏi ông một câu, ngoại trừ người của Thiên Cung Bắc Cực các ông ra, còn ai biết loại trận pháp thiên tinh thiểm diệu này nữa? Sắc mặt Lục Tiểu Thiến vô cùng khó coi. Chuyện này, cô Lục, nếu thật sự là do Thiên Cung Bắc Cực phái tới thì sao tôi dám tới đây dự tiệc chứ? Thiên Minh Tử vội vàng giải thích. Tuy nhiên, ông ta vừa nói xong, trên bầu trời truyền đến một tiếng động lớn kinh thiên động địa. Xa! Một chùm ánh sáng đỏ nổ trên bầu trời đầy sao, luồng ánh sáng chói lọi bắn ra. Ngay cả Long Kinh, nơi cách xa hàng nghìn km, cũng được chiếu sáng như ban ngày. Khi tia sáng còn chưa kịp tiêu tan, bầu trời đột nhiên trở nên đỏ rực, như thể cả thế giới đều bị ngọn lửa nướng đỏ lên vậy. Tiêu Chính Văn chỉ tay lên trời, sau chiêu thức thiên hà đảo tả lại đến liệt diễm thiêu thiên. Ánh lửa vô biên dường như từ 9 tầng trời rơi xuống, hướng thẳng tới hầu tước của huyết tộc. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thiên Minh Tử càng thêm khó coi, trận pháp này cũng là một trong những thuật bí mật của Thiên Cung Bắc Cực, có rất ít người biết tới. Chỉ có Hỏa Long Chân Quân của phái Huệ Mi là học được một chút về thuật này, còn lại trong giới thế tục không có truyền nhân. Khi ngọn lửa từ trên trời đổ xuống, hàng nghìn km xung quanh đột nhiên sáng như ban ngày. Toàn bộ thành phố Sơn Thành bị bao trùm trong ánh lửa, nếu không phải Tiêu Chính Văn đã bảo Độ Thiên Chân Nhân bố trí trận pháp phòng ngự từ trước, thì giờ phút này, thành phố Sơn Thành đã biến thành biển lửa rồi. Trời ơi, thật không thể tin được, đây là sức mạnh mà con người có thể có sao? Người tỉnh xuyên nhìn lên bầu trời, ánh lửa vô biên cuồn cuộn lan tới kia kèm theo uy lực vô song. Nhưng người mặc áo đen kia lại không hề tỏ ra vẻ yếu đuối, một tay chỉ lên trời, luồng ánh sáng đỏ rực phóng bên trời, khiến hỏa diễm trên đầu tản đi. Tiêu Chính Văn thấy vậy, giơ cánh tay trái lên vẽ một mình cái cực bát quái trên không trung, hỏa diễm vốn đang rơi xuống đột nhiên dừng lại, lập tức hình thành một vòng xoáy lửa. Lửa tụ lại trong lòng bàn tay Tiêu Chính Văn, đến cuối cùng, thành một bản đồ thái cực âm dương hỏa diễm. Hóa lửa thành thần. Tên huyết tộc áo đen nhíu mày. Từ khi giao chiến đến nay, trận pháp Tiêu Chính Văn thể hiện đều bắt nguồn từ Thiên Cung Bắc Cực. Hắn càng thêm nghi ngờ Tiêu Chính Văn là người do Thiên Cung Bắc Cực phái tới. Xem ra ông cũng có hiểu biết đấy, bản đồ bát quái này tặng cho ông. Nói xong, tay Tiêu Chính Văn chuyển động, bản đồ bát quái xoay tròn với tốc độ cực nhanh, đồng thời bay về phía tên huyết tộc mặc đồ đen. Hừ! Chút tài vật này mà cũng dám làm loạn trước mặt tôi. Tên hầu tước huyết tộc vừa nói vừa xòe bàn tay ra, một bông sen máu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bông sen máu đó lớn gấp 10 lần bản đồ thái cực hỏa diễm của Tiêu Chính Văn, hơn nữa khi nó nở ra, một luồng tử khí mạnh mẽ bao trùm lấy nó. Bản đồ bát quái hỏa diễm kia như gặp phải khắc tinh, bị tử khí bao trùm, nhanh chóng trở nên chập tắt. Nhìn thấy luồng tử khí đó, Thiên Minh Tử sững sờ, thông qua luồng tử khí này, ông ta có thể đoán ra thân phận của đối phương là thần chết của huyết tộc, đồng thời cũng là người có cấp bậc hầu trước, tên Trương Thiên Ngọc. Ông ta là người mạnh nhất trong số những người hầu tước của huyết tộc trở lại giới thế tục lần này. Thực lực của ông ta tương đương với Thiên Tinh Mục Đương, một trong ba chấp sự của Thiên Cung Bắc Cực. Quan trọng nhất là nghe nói, tử khí của Trương Thiên Ngọc đến từ Cửu U Minh. Đó là thủ đoạn có thể tước đoạt mạng sống của cao thủ cùng cảnh giới ngay lập tức. Ngay cả vài cao thủ cảnh giới nhân vương của Thiên Đạo Minh Ước cũng đã chết trong tay Trương Thiên Ngọc. Mà sau khi người của Thiên Đạo Minh Ước tìm thấy thi để thì phát hiện ra thi thể đã biến thành một bộ xương khô, không còn sinh khí nữa. Cho dù người giao đấu lần này thật sự đến từ Thiên Cung Bắc Cực thì cũng không thể ngăn cản được Trương Thiên Ngọc. Trừ khi đối phương là một trong ba chấp sự của Thiên Cung Bắc Cực. Hai bên có cùng lực chiến. Nếu không, chỉ có khả năng bị đối phương giết chết. Nhìn thấy tử khí của Trương Thiên Ngọc, đã ăn mòn bản đồ bát quái hỏa diễm kia, thậm chí còn có rất nhiều tử khí hướng về phía Tiêu Chính Văn. Tử khí từ trên trời giáng xuống, ngay cả đội trận pháp phòng ngự cũng không thể phong tỏa hoàn toàn, cây cối trong khu rừng gần Sơn Thành đều khô héo trong nháy mắt. Tử khí sinh sôi, tất cả đều chết, làm sao có thể xoay chuyển đây?
Tiêu Chính Văn nhìn thấy Tử Phí phóng về phía mình, nhưng không hề căng thẳng mà ngược lại còn bình tĩnh nói một đoạn đạo cơ. Tiêu Chính Văn nói xong, liền lật bàn tay, bản đồ bát quái hỏa diễm lập tức đảo ngược, cùng lúc đó, hỏa diễm cuồn cuộn, đội âm dương trên bản hỏa diễm chuyển nhanh chóng. Tử khí vốn đang bao trùm bản đồ bát quái bị bản đồ nuốt chửng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi bản đồ bát quái nuốt chửng càng nhiều tử khí, kích thước của nó không ngừng mở rộng. Nhìn thấy cảnh này, Trương Thiên Ngọc nở nụ cười châm biếm, đó là tử khí mà võ giả bình thường không thể luyện hóa được, càng hấp thụ nhiều thì sinh khí càng tiêu hao nhanh. Cho đến khi sinh khí cạn kiệt, Tiêu Chính Văn cũng sẽ biến thành một bộ xương khô. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên mặt Trương Thiên Ngọc đột nhiên đông cứng lại. Trong bản đồ bát quái đột nhiên sinh là sinh khí vô hạn, tốc độ nuốt chửng tử khí còn nhanh hơn gấp bội. Thiên Hà đảo tả, lúc Trương Thiên Ngọc còn đang sững sờ thì Tiêu Chính Văn đột nhiên hét lớn, bản đồ bát quát phun vô số tử khí bị nuốt chửng lúc trước ra, phóng về phía Trương Thiên Ngọc. Trương Thiên Ngọc vô cùng sợ hãi, nếu chạm vào tử khí này thì ông ta sẽ chết không toàn thây. Ông ta không hề nghĩ ngợi nhiều mà lập tức lùi lại ra sau hơn 100 mét. Sao cậu có thể khống chế được tử khí chứ? Lẽ nào cậu là người của huyết tộc? Trương Thiên Ngọc không giữ được bình tĩnh nữa. Thao túng tử khí là kỹ năng độc nhất vô nhị của ông ta, đồng thời cũng là một trong 3 thuật bí ẩn nhất của huyết tộc. Ông ta tự tin rằng trong thế tục, không thể có người nào giống ông ta. Chỉ có một khả năng, đối phương là gian tế trong nội bộ huyết tộc. Ông quá kém cỏi, làm sao có thể lĩnh ngộ được thế giới này? Tiêu Chính Văn thấp giọng nói rồi phóng lên trước. Thật đáng chết, Trương Thiên Ngọc vô cùng tức giận trước lời nói của Tiêu Chính Văn. Ông ta là người mạnh nhất trong 5 hầu tước của huyết tộc, sao Tiêu Chính Văn dám khinh thường ông ta như vậy? Đóa hoa sen màu đen trong tay Trương Thiên Ngọc nở rộ, sinh khí của tất cả sinh vật xung quanh dường như bị rút đi trong chốc lát, ngay cả chim muông và dã thú trong vòng 100 km. Cũng bị tiêu diệt trong chớp mắt. Chết đi, Trương Thiên Ngọc tức giận ném đóa hoa sen đen về phía Tiêu Chính Văn, đồng thời rút ra một con dao găm màu đen, nhanh như chớp phóng đến đâm vào ngực Tiêu Chính Văn. Nhìn đóa sen màu đen đó lao thẳng về phía đỉnh đầu của Tiêu Chính Văn, con dao găm của Trương Thiên Ngọc cũng lập tức hướng về phía lồng ngực của Tiêu Chính Văn, tình hình trở nên vô cùng nguy cấp. Thế nhưng vào lúc Trương Thiên Ngọc cho rằng Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết, chỉ thấy bàn tay bị lật ngược lại, bức tranh bát quái đó giống như có lực hút vô tận, hút đóa sen đen vào bên trong. Dù không mượn ngoại lực thì tử khí của Trương Thiên Ngọc cũng chẳng thể làm cho Tiêu Chính Văn bị thương. Dẫu sao anh cũng có trong mình trái tim rồng bạch long, sinh khí và tử khí có thể lưu chuyển rất nhanh trong cơ thể anh. Sinh khí là tử khí cũng chính là sinh khí. Mà đối với Tiêu Chính Văn mà nói, tử khí của Trương Thiên Ngọc còn chẳng đáng gọi là thuốc bổ, nồng độ quá thấp. Nhìn thấy đóa sen đen do tử khí hóa thành kia bị ngọn lửa bát quái trong tay Tiêu Chính Văn thôn tính, sắc mặt của Trương Thiên Ngọc càng trở nên u ám. Cậu là người của Thiên Cung Bắc Cực, trong trí nhớ của ông ta, duy chỉ có người của Thiên Cung Bắc Cực là có thể hóa giải được tử khí vô thượng của mình mà thôi. Không phải, Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Hừ, đương nhiên cậu sẽ không dám thừa nhận. Nếu không huyết tộc chúng tôi nhất định sẽ tiêu diệt Thiên Cung Bắc Cực của cậu. Vừa nói, khí tức của Trương Thiên Ngọc cũng nhanh chóng dâng cao lên một bậc, tốc độ của con dao găm trong tay cũng nhanh hơn không chỉ một lần, thậm chí ngay cả trong không khí cũng lóe lên ánh lửa. Trận chiến ngày hôm nay, ông ta bắt buộc phải thắng. Nếu không sau này người trước mắt kia chắc chắn sẽ trở thành đại họa của huyết tộc. Chết đi! Con dao găm màu đen trong tay Trương Thiên Ngọc mang theo sát khí khiến cho người ta phải khiếp sợ lao thẳng về phía lồng ngực của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ cười lạnh lùng, giơ tay tung ra một cú đấm, đón lấy con dao găm đang lao tới từ trong tay của Trương Thiên Ngọc. Hai luồng khí kình mạnh mẽ lao thẳng vào nhau, trong hư không bộc phát 1000 tầng sóng khí, cát đá bên dưới đột nhiên bị hút lên trên không một cách điên cuồng và cứ thế bay kín trời. Vô số dải ngân hà tỏa ra 4 bên. Cả màn đêm đều được chiếu sáng như ban ngày. Trong màn ánh sáng cao vạn trượng đó, Tiêu Chính Văn rõ ràng giống như một thần minh giáng thế, mỗi một đòn tung ra đều có khí thế đáng sợ lay chuyển trời đất. Mà Trương Thiên Ngọc lúc này cũng đã bộc phát toàn bộ tiềm năng, huyết mạch phun trào giống như một con mãnh thú đang phát điên, mỗi một cú đấm cú đá đều mang theo uy lực diệt thế. Ánh lửa và sắc máu giao hòa tại một chỗ chỉ trong nháy mắt,
khí tức đáng sợ cuộn trào dữ dội lan tràn ra phạm vi cả trăm mét. Chỉ trong nháy mắt, đôi bên đã tung ra không dưới 100 chiêu. Thế nhưng càng đánh tình hình càng trở nên bất lợi với Trương Thiên Ngọc. Lúc này, ông ta lại kinh ngạc phát hiện ra Tiêu Chính Văn dường như vẫn chưa dùng hết toàn lực, dù ông ta có tăng tốc độ tiến công hay tăng lực của nắm đấm thì Tiêu Chính Văn vẫn chẳng hề hấn gì. Ngược lại ông ta không ngừng thở dốc. Theo lý mà nói, tới được cảnh giới giống như bọn họ căn bản không thể xuất hiện tình trạng này, kể từ cảnh giới nhân vương trở lên đã có thể tùy ý sử dụng bất cứ năng lượng gì giữa trời và đất rồi. Thế mà bây giờ ông ta lại đang thở dốc, điều này chỉ có thể nói lên rằng tốc độ ra tay của đối phương càng lúc càng nhanh hơn, hơn nữa tiết tấu của cả trận chiến cũng đang bị khống chế trong tay đối phương. Chuyện này sao có thể? Càng đánh, trong lòng Trương Thiên Ngọc càng bất định hơn. Mỗi một cú đấm của đối phương đều mạnh mẽ giống như núi non đổ sụp. Đòn tiến công của ông ta gần như đã bị áp chế hoàn toàn, chẳng bao lâu sau đã chỉ còn sức chống đỡ chứ không còn sức đánh trả nữa. Sức mạnh tấn công của Tiêu Chính Văn quá đáng sợ, tốc độ nhanh kỳ lạ, chiêu thức cực kỳ tuyệt diệu, mỗi một cú đấm đều nhắm thẳng vào điểm yếu của ông ta. Trương Thiên Ngọc lại nhận lấy một cú đấm mạnh mẽ của Tiêu Chính Văn, liên tiếp lùi ra xa vài bước. Dù cậu là ai thì hôm nay tôi cũng nhất định sẽ giết chết cậu. Mặc dù Trương Thiên Ngọc đã rơi vào thế yếu nhưng vẫn không chịu lùi bước. Ông ta cũng đang đợi đối phương đuối sức, ông ta không tin thể lực của Tiêu Chính Văn sẽ mãi mãi không bao giờ vơi cạn, chỉ cần Tiêu Chính Văn mệt thì ông ta sẽ có thời cơ chuyển bại thành thắng. Giết tôi, ai cho ông sự tự tin đấy? Tiêu Chính Văn lại tung ra một cú đấm. Cú đấm này vừa được tung ra, ngay cả hư không cũng sắp sửa bị xé toang. Sức mạnh vô cùng khủng bố dâng lên như nước thủy triều. Sức mạnh đó giống như biển cả vô tận, trong nháy mắt đã nuốt trọn lấy cả người Trương Thiên Ngọc. Trương Thiên Ngọc vừa vung tay đã bị sức mạnh khủng khiếp đó thổi bay ra xa. Khụ, cơ thể vẫn còn chưa kịp đáp đất thì hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, trong lòng Trương Thiên Ngọc đã chấn động tới cực điểm. Tiêu Chính Văn giống như một cỗ máy chiến đấu không biết mỏi mệt, từ đầu chí cuối. Chiến lực đều không hề suy giảm, chuyện này sao có thể chứ? Không, tuyệt đối không thể nào. Trương Thiên Ngọc siết chặt hai tay thành nắm đấm, giơ tay lau vết máu trên khóe miệng. Ông ta không tin giới thế tục lại có cao thủ ở trình độ này, dù là thiên cung bắc cực thì cũng không có sức mạnh đáng sợ tới thế. Lúc này, hắn thậm chí còn đang thiêu đốt tính mạng của chính mình. Dù có phải cược cả tính mạng thì hắn cũng phải dồn Tiêu Chính Văn vào chỗ chết. Đi chết đi. Cùng với một tiếng gầm đầy phẫn nộ của Trương Thiên Ngọc, không khí cũng vang lên một loạt tiếng rạn nứt. Đám mây màu máu bao trùm lấy khoảng trời một phương chỉ trong nháy mắt. Để tôi xem cậu còn có thể mạnh mẽ tới lúc nào. Tiếp đòn của tôi đi. Trong mắt Trương Thiên Ngọc lóe lên hai tia sáng, cú đấm này tung ra, chính bản thân ông ta cũng sẽ bị đáp trả cuồng liệt, thậm chí còn nguy hiểm tới cả tính mạng. Thế nhưng hắn đã không còn bận tâm được nhiều như vậy nữa. Không giết Tiêu Chính Văn thì tôn nghiêm của ông ta đâu còn nữa. Hai cú đấm lao vào nhau tại cùng một điểm, luồng khí mạnh mẽ dồn ngược lại, cơ thể của Trương Thiên Ngọc cứ thế bay ra xa. Cùng lúc này, trong hư không cũng lóe lên ánh sáng chói mắt bất tận. Dầm, cơ thể của Trương Thiên Ngọc rớt thẳng xuống một ngọn núi lớn ở cách đó vài cây số. Lúc này, cả gương mặt ông ta chỉ còn lại vẻ kinh hoàng không dám tin. Hai mắt thất thần nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang bay về phía mình giống như một ngọn gió lớn kia. Sao có thể, giới thế tục tuyệt đối không thể có cường giả giống như cậu. Rốt cuộc cậu là ai? Dựa vào ông thì vẫn chưa có tư cách xem thường giới thế tục. Tiêu Chính Văn giơ tay túm lấy cổ áo của Trương Thiên Ngọc, nhấc ông ta lên từ trong một cái hố lớn. Chỉ thấy tử khí đen ngòm lan tràn ra từ trong lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn. Nháy mắt đã bao trọn lấy cả người Trương Thiên Ngọc. Không, Trương Thiên Ngọc rú lên thảm thiết, khiến cho người khác nghe mà da đầu phát tê. Chỉ một lúc sau, trong tay Tiêu Chính Văn chỉ còn lại một bộ xương khô. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Tiểu Thiến tức tới độ cả người run lên, mạnh mẽ quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thiên Minh Tử. Cùng lúc này, Tiêu Chính Văn sải bước tiến tới, một cú đấm lại được tung ra, đánh về nơi tập kết của huyết tộc ở cách đó mấy trăm mét. Dầm, cùng với một tiếng vang kinh thiên, hàng trăm thành viên huyết tộc chết tức tưởi tại chỗ. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Trương Thiên Ngọc bỏ mạng, nơi tập kết của huyết tộc bên trong Sơn Thành cũng bị phá hủy,
đây là thiên uy đáng sợ tới độ nào cơ chứ? Không ổn rồi, cùng với một tiếng hô lớn, một bóng đen trông giống như tia sáng lập tức chạy trốn về nơi xa. Tiêu Chính Văn còn chẳng buồn nhìn, ngay sau đó đã tung một cú đấm ra, một tia lửa lao thẳng về phía Hằng Sơn ở cách đó cả nghìn dặm. Một giây sau, đỉnh Hằng Sơn bùng lên một đám mây hình nấm cao cả nghìn mét. Anh đang có ý gì, lẽ nào anh muốn khai chiến với huyết tộc chúng tôi sao? Lục Tiểu Thiến thực sự không áp chế được lửa giận trong lòng, đứng bật dậy mà lớn tiếng chất vấn. Vô số luồng khí tức đáng sợ đồng thời bộc phát từ khắp mọi nơi của Hoa Quốc, vô số cặp mắt ngập tràn hận thù cũng nhìn chăm chăm về phía Tiêu Chính Văn. Khai chiến, mấy người xứng sao? Tiêu Chính Văn ngạo nghễ đứng giữa khoảng không, giọng nói vô cùng sắc lạnh. Cái gì? Gần như cả huyết tộc đều bị câu nói này của Tiêu Chính Văn chọc điên. Anh đang dựa vào sức mạnh của một người để khiêu chiến với cả huyết tộc. Công khai khiêu khích tôn nghiêm của huyết tộc. Khoảnh khắc này, mấy người thiên minh tử đã sợ tới độ mặt cắt không còn sắc máu. Ai nấy cũng đờ đẫn nhìn về phía bóng người đang đứng trên khoảng không, trong lòng khổ sở vô cùng. Từ chiêu thức của đối phương thì rõ ràng chính là người của Thiên Cung Bắc Cực. Thế nhưng dù muốn ra tay thì cũng phải đợi bản thân an toàn đã rồi tính tiếp chứ. Lẽ nào, thật sự người đó không quan tâm tới việc người khác có đồng ý hay không sao? Các môn phái trong võ tông Hoa Quốc còn bị sốc với cảnh tượng trước mắt. Không một ai có thể ngờ lại có người sau khi giết hầu tước huyết tộc lại tiếp tục đánh thẳng vào hai nơi quan trọng của huyết tộc. Lúc này cả Hằng Sơn chất đầy thi thể. Trước sau có tất cả hơn 3.000 người huyết tộc bị giết. Đây đã không chỉ đơn giản là khiêu khích nữa mà là đang đắc tội, đâm đầu vào chỗ chết với huyết tộc. Mặc dù trước đó huyết tộc cũng từng xảy ra mâu thuẫn với võ tông, cũng từng tấn công thành phố lớn của Hoa Quốc nhưng hai bên không trở mặt với nhau, cũng không đến mức sống chết với nhau. Lúc này huyết tộc chết rất thảm, thậm chí còn tổn thất một hầu tước, dù cho là vì tôn nghiêm và thể diện của huyết tộc. Cũng tuyệt đối không thể hòa giải quyết. Chỉ là họ không biết huyết tộc sẽ không gán món nợ này vào Hoa Quốc, chỉ điên cuồng báo cáo với Thiên Cung Bắc Cực ở ngoài lãnh thổ. Lúc này Tiêu Chính Văn kiêu ngạo đứng giữa không trung, ánh mắt lại nhìn về phía bóng đen đang chạy trốn về phương xa kia. Bóng đen đó đang chạy về hướng Âu Lục, 90% là muốn quay về ngoài lãnh thổ để báo cáo tin tức bằng con đường ở Học viện Võ Thuật. Nhưng Tiêu Chính Văn sao có thể cho hắn cơ hội này? Dù sao lúc này Tiêu Chính Văn cũng đã có bí thuật che gương mặt mình lại, hơn nữa trong lúc đánh với Trương Thiên Ngọc, chiêu thức sử dụng đều là những chiêu thức trước đó Thiên Minh Tử từng dùng. Dù thế lực ở thế tục của huyết tộc có bị tiêu diệt sạch thì đối phương cũng chỉ gán món nợ này lên đầu Thiên Minh Tử và Thiên Cung Bắc Cực. Ngay sau đó chỉ thấy Tiêu Chính Văn tiến một bước đến, cơ thể như ánh sáng đuổi theo hướng bóng đen chạy trốn. Bóng đen phía trước vừa chạy ra được một đoạn thì cảm giác Tiêu Chính Văn đang đuổi theo phía sau hắn tốc độ nhanh nhất. Chết tiệt, bóng đen đó nghiến răng, sau đó vung tay, mặt đất bằng phẳng lập tức nổi lên một cơn gió lớn, chân hắn cũng tăng tốc. Lúc này hai người họ đã rời khỏi lãnh thổ giới Hoa Quốc từ lâu, nơi này chính là Thung Lũng Hằng Hà. Chỉ thoáng chốc cơn gió lớn đã phá hủy vô số nhà dân, hàng nghìn người đi đường đều bị thổi bay lên cao. Không ổn. Một cao thủ cảnh giới thiên thần 4 sao ở Thung Lũng Hằng Hà vừa ra tay ngăn lại, đã bị cơn gió lớn xé toạc thành nhiều mảnh. Dù anh có chạy đến chân trời góc bể thì hôm nay anh cũng phải chết. Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Chính Văn khiến bóng đen đó thấy ớn lạnh. Hắn cũng là cao thủ nhân vương cấp 5, nhưng vẫn còn kém Trương Thiên Ngọc rất nhiều. Ngay cả Trương Thiên Ngọc cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, hắn sao dám dừng lại chỉ một chốc. Vốn dĩ hắn thấy Trương Thiên Ngọc rơi vào trận chiến vất vả cũng định chạy đến Sơn Thành giúp sức, nhưng không ngờ hắn còn chưa kịp đến chiến trường thì Trương Thiên Ngọc đã chết. Lúc này Tiêu Chính Văn phát hiện ra tung tích của hắn. Hắn cũng không khỏi cảm thấy hối hận, nếu mình cứ ở bữa tiệc núi Điểm Sơn thì không thể nào chọc vào rắc rối lớn như vậy. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng không quan tâm đến người trên núi Thương Sơn, càng không đuổi giết đến núi Điền Thương. Thật ra đây đều là do Tiêu Chính Văn cố ý tạo ra một cảnh tượng giả mình không muốn gặp mặt Thiên Minh Tử. Cũng là muốn chắc chắn tội danh của Thiên Cung Bắc Cực từ góc độ khác. Lúc này không chỉ là Thung Lũng Hằng Hà mà người dân các nước nhỏ xung quanh cũng đều đang chạy tán loạn khi nhìn thấy tin tức này. Cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 đánh nhau,
chỉ một chiêu đánh bừa thôi cũng đã có thể hủy cả một thành phố lớn. Nơi này không phải là lãnh thổ Hoa Quốc, cho dù Tiêu Chính Văn hay người huyết tộc cũng sẽ không hề kiêng dè, hơn nữa đây cũng không có trận pháp bảo vệ, bọn họ muốn tiêu diệt một đất nước nhỏ cũng chỉ là chuyện tích tắc mà thôi. Ở trụ sở chính của Hắc Băng Đài, Tần Vũ đang đợi tin tức về Sơn Thành. Không lâu sau, một binh sĩ tin tức đưa một bản báo cáo cho Tần Vũ, đồng thời mở một đoạn video ra cho Tần Vũ xem. Tổng tư lệnh Tần, bên Sơn Thành có tin tức rồi, một hầu tước của huyết tộc đã chết, hơn nữa nơi tụ tập của Hằng Sơn và núi Bách Lĩnh đều bị phá hủy. Theo thống kê chưa hoàn tất, lần này huyết tộc tổn thất nặng nề, chỉ riêng số người bị giết đã không dưới 3.000. Nghe được tin tức này, Tần Vũ cũng ớn lạnh. 3.000 người, lần này huyết tộc phái đến Hoa Quốc tổng cộng 3.400-500 người mà thôi. Một lúc giết cả 3.000 người, đồng nghĩa với việc huyết tộc ở Hoa Quốc đã bị tiêu diệt gần hết. Còn nữa, anh xem người bí ẩn này đang đuổi giết một hầu tước khác của huyết tộc, nhưng họ đã rời khỏi biên giới Hoa Quốc, chúng ta không thể đuổi theo. Nghe thế Tần Vũ nhìn vào video được quay ngay lúc đó. Trong video, anh ta không nhìn rõ gương mặt người bí ẩn đó nhưng từ động tác nhỏ của anh ta liếc mắt đã nhận ra Tiêu Chính Văn. Hả, Tần Vũ hít sâu, anh ta không ngờ Tiêu Chính Văn lại giả mạo người của Thiên Cung Bắc Cực để diệt hết huyết tộc. Đoạn video này có bản sao lưu không? Tần Vũ nhíu mày lạnh lùng nói. Có, theo nội quy của Hắc Băng Đài, tư liệu của mỗi video đều tiến hành sao lưu, binh sĩ báo tin đáp. Truyền lệnh của tôi, hủy hết toàn bộ, không được để lộ ra ngoài, nếu ai chống lại lệnh thì giết. Nói rồi Tần Vũ thẳng tay xóa và xử lý video mình xem lúc nãy. Chuyện này quả thật quá lớn, dù để lộ ra chút phong thanh cũng sẽ mang đến tai họa cho Hoa Quốc. Thế nên không thể lưu lại dù chỉ là một chữ chứng cứ chứ đừng nói đến video. Lúc này hầu tước huyết tộc đó chạy thẳng đến Âu Lục, nhưng lại phát hiện vài cao thủ nhân vương cấp 1 của Âu Lục đã chặn ngay ở đó. Nếu là bình thường, chỉ với mấy nhân vương cấp 1 này mà cũng dám chặn đường hắn à? Nhưng bây giờ hắn lại không dám dây dưa với đám người này, dù chỉ lỡ một giây thôi cũng có thể bị người bí ẩn đáng sợ phía sau đuổi kịp. Hừ, các anh đợi đấy. Hầu tước huyết tộc tức giận hừ một tiếng, quay đầu chạy về phía Phi Lục. Nếu đã không thể quay về ngoài lãnh thổ thì phải nghĩ cách tìm một chỗ dựa kiên cố, ít nhất phải bảo toàn được tính mạng của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn xoay người bay thẳng về hướng Mỹ Lục. Người duy nhất hiện giờ có thể bảo vệ được hắn chỉ là người ở Mỹ Lục kia thôi. Sau mấy lần chạy nước rút cuối cùng cũng nhìn thấy cờ ngôi sao sọc bay phấp phới, hắn mới thở phào, vội vàng hét lên Axeller, cứu tôi với. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên tảng đá nhắm mắt nghỉ ngơi chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt ông ta cực kỳ đáng sợ, dù chỉ quay đầu nhìn lại cũng mang theo khí tức hung ác. Axeller chính là thế hệ sau của vương triều xưa cổ nhất ở mảnh đất này. Dù cho đến giờ vương triều đó đã không còn trong thời kỳ huy hoàng nữa, nhưng ông ta vẫn là người đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Bề ngoài nền văn minh nhà họ Ấn xưa kia đã biến mất gần 1.000 năm, nhưng thật ra nền văn minh nhà họ Ấn vẫn chưa biến mất mà chỉ đi vào ngoài lãnh thổ thông qua lối ra vào ở Mỹ Lục. Mà Axeller chính là thế hệ sau của vương tộc nhà họ Ấn, lại là người thừa kế duy nhất mà nền văn minh nhà họ Ấn để lại ở thế tục. Thấy hầu tước huyết tộc đang bay đến từ trên không, phía sau hắn là một người bí ẩn không nhìn rõ mặt đuổi theo, Axeller ngẩng đầu lên lạnh lùng nói cậu ta là bạn tôi, cậu có thể về rồi. Giọng Axeller như chấn động trời đất, chỉ sóng âm thôi cũng đã nổi lên trận cuồng phong. Hầu tước huyết tộc đó cũng dừng lại, xoay người đối mặt với Tiêu Chính Văn, nở nụ cười chế giễu nói, chỉ dựa vào anh mà đòi giết tôi à? Hắn trở nên đầy tự tin hơn sau khi nhìn thấy Axeller. Dù sao Axeller cũng là cao thủ nhân vương cấp 5, mặc dù ông ta đã mai danh ẩn tích hàng trăm năm ở Mỹ Lục rồi nhưng thực lực vẫn rất cao. Người bí ẩn đuổi giết hắn cùng lắm chỉ là cao thủ nhân vương cấp 5, với tình thế một đánh hai, hắn đã thắng chắc rồi. Anh có biết ông ta là ai không? Có biết nhà họ Ấn của Mỹ Lục không? Dù anh là Thiên Cung Bắc Cực hay thế tục gì đó, ai dám không nể mặt nhà họ Ấn? Hôm nay tôi đứng đây đợi anh đến giết. Hầu tước huyết tộc vừa dứt lời bèn đứng phía sau Axeller, chế nhạo nhìn Tiêu Chính Văn. Ồ, ông muốn bảo vệ anh ta ư?
Tiêu Chính Văn không để tâm đến hầu tước huyết tộc mà lạnh lùng hỏi thẳng Axeller. Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Chính Văn, Axeller chỉ đáp lại bằng một nụ cười khinh bỉ. Vương triều của nhà họ Ấn bọn họ đã được truyền từ thời kỳ thượng cổ, thậm chí có thể có từ thời kỳ thái cổ. Lúc đó, Long tộc vẫn chưa bị tiêu diệt, vương triều nhà họ Ấn đã từng là người hầu của Long tộc. Nhưng thời kỳ đó là một thời kỳ đầy biến động, mọi vương triều và gia tộc được lưu truyền từ thời kỳ đó đều gắn bó chặt chẽ với Long tộc. Nghe nói trong huyết mạch của vương triều nhà họ Ấn còn có huyết long, điều này đáng sợ đến mức nào? Ngay cả người của Thiên Đạo Minh Ước cũng phải nể mặt con cháu của vương tộc nhà họ Ấn vài phần. Trong giới thế tục ngày nay, bọn họ là sự tồn tại đặc biệt. Dù là Âu Lục hay Mỹ Lục, thậm chí là năm đại danh sơn của Hoa Quốc và các cường giả vùng ngoài lãnh thổ thì đều ngầm hiểu vấn đề này. Vương triều nhà họ Ấn chính là sự tồn tại mà những người này không bao giờ dám động đến, chỉ là tiểu bối bé nhỏ trong giới thế tục sao có thể được ông ta coi trọng. Tôi nói rồi, anh ta là bạn của tôi, cũng là bạn của vương tộc nhà họ Ấn chúng tôi, đừng nói là cậu, cho dù là thiên tử Hoa Quốc đích thân đến đây thì cũng phải nể mặt tôi. Axeller lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, giọng điệu đầy vẻ chế giễu. Ông ta vừa nói xong, những ngọn núi xung quanh đều chấn động, như thể trời đất sắp sụp đổ, sấm chớp ầm ầm, mây đen bao phủ trên đỉnh đầu. Hành động của ông ta càng khẳng định truyền thuyết hậu duệ của vương triều nhà họ Ấn thực sự kế thừa từ thời kỳ thượng cổ Long tộc, bọn họ có thể kiểm soát trời đất bằng suy nghĩ. Loại sức mạnh đáng sợ này là khả năng bẩm sinh của hậu duệ vương triều nhà họ Ấn, là ưu điểm trời sinh không ai có thể sánh bằng. Bởi vậy, Axeller mới ngạo mạn như vậy, coi thường cả thiên tử và võ tông Hoa Quốc. Axeller thậm chí còn khinh thường thiên cung Bắc Cực. Trên thực tế, cũng có một hệ thống phân cấp nghiêm ngặt giữa các cường giả vùng ngoài lãnh thổ. Thiên cung Bắc Cực là thế thực dưới trướng nhà họ Khổng, mặc dù cũng có tiếng nói nhất định nhưng lại chẳng là gì trong mắt gia tộc lâu đời. Hơn nữa trong lịch sử của Thiên cung Bắc Cực còn có một giai đoạn bi thảm suýt bị xóa sổ. Đó là vì đắc tội với một gia tộc thượng cổ đến từ Âu Lục, mà gia tộc này thậm chí còn có từ thời đại cuối thời đại Long tộc. Đối phương chỉ phái ra 3 vị cường giả, nhưng đã có thể quét sạch Thiên cung Bắc Cực nếu không phải lúc đó các thế lực ngoài lãnh thổ liên kết lại với nhau thì e rằng Thiên cung Bắc Cực đã không còn tồn tại rồi. Vì vậy khi Axeller nghe thấy 4 chữ Thiên cung Bắc Cực thì đã xác định được lai lịch của Tiêu Chính Văn. Thiên cung Bắc Cực nhỏ nhé, ngay cả một gia tộc không tên tuổi ở thời đại Atlantis cũng không đắc tội nổi thì sao dám trở thành kẻ địch của nhà họ Ấn, vốn có quan hệ mật thiết với Long tộc chứ. Nhưng đáng tiếc là Tiêu Chính Văn lại không xuất thân từ Thiên cung Bắc Cực, đồng thời trong cơ thể còn có 3 trái tim rồng. So với chút huyết mạch Long tộc yếu ớt của vương tộc nhà họ Ấn thì Tiêu Chính Văn có thể là tổ tiên của bọn họ. Tiêu Chính Văn không thèm phí lời với Axeller, anh đưa tay lên, con dao quân đội 5 cạnh phóng thẳng vào ngực Axeller. To gan, Axeller vô cùng tức giận khi thấy Tiêu Chính Văn dám ra tay với mình. Một luồng ánh sáng trắng từ ngực ông ta phóng ra ngăn chặn đòn tấn công của con dao quân đội 5 cạnh, cùng lúc đó, cơ thể Axeller bay lên không trung. Phóng về phía Tiêu Chính Văn. Keng keng keng, âm thanh kim loại va chạm vang lên, vô số ánh sáng chói lóa rơi xuống, mặt đất không thể chịu được uy lực mạnh mẽ này, các lớp nứt ra. Chết đi, Axeller chặn liên tiếp 3 đòn tấn công của Tiêu Chính Văn rồi xoay người nhanh như chớp lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Đôi bàn tay như cành cây khô của ông ta vươn dài, một chùm ánh sáng xanh tỏa ra trong lòng bàn tay. Cho dù đối phương là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 thì cũng sẽ bị trưởng này đánh cho trọng thương. Chỉ riêng thực lực này của ông ta cũng đủ để Tiêu Chính Văn coi trọng. Trong số những cao thủ mà Tiêu Chính Văn từng gặp, Axeller là đối thủ duy nhất có thể tiếp 3 chiêu thức của anh, đồng thời còn đánh anh một đòn chí mạng. Nhìn thấy đòn chí mạng của Axeller đã ở trước mặt, Tiêu Chính Văn không dám sơ suất. Tốc độ của Tiêu Chính Văn nhanh đến mức cả hư không run lên trong chớp mắt. Nhìn thấy cảnh này, Axeller hơi sững sờ, kinh ngạc nói, cậu lĩnh ngộ được tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng không có gì xa lạ với người thường, nhưng con người hoàn toàn không thể đạt tới tốc độ ánh sáng, cho nên đó chỉ là từ trong truyền thuyết mà thôi. Nắm đấm càng không thể so sánh với tốc độ ánh sáng. Chỉ có một loại người có thể khiến tốc độ nắm đấm đạt tới tốc độ ánh sáng. Đó chính là hậu duệ của Long tộc.
nhưng Tiêu Chính Văn không thể có huyết mạch long tộc. Vì vậy, Axeller mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng ông ta không dừng tay, càng không lo lắng về cú đấm của Tiêu Chính Văn. Mặc dù Tiêu Chính Văn đang đối đầu ngang sức với Axeller, nhưng Axeller có thể nhận ra được Tiêu Chính Văn chỉ là một thanh niên chưa đầy 30 tuổi. So với một lão quái vật đã sống mấy trăm năm như ông ta thì Tiêu Chính Văn chỉ là một đứa trẻ yếu ớt mà thôi. Thậm chí Axeller còn tưởng tượng ra cảnh Tiêu Chính Văn lập tức bị đánh tan khi nắm đấm của hai bên va chạm. Tuy nhiên, vào lúc lòng bàn tay của Axeller chạm vào nắm đấm sắt đá của Tiêu Chính Văn, sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi. Lúc này, ông ta chỉ cảm thấy lòng bàn tay như đang tát một ngọn đồi. Tay của ông ta dường như không phải đang chống lại nắm đấm của Tiêu Chính Văn mà là chống lại một ngọn núi. Bùm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cơ thể Axeller bay ra theo đường chéo. Ngay lúc đó cơ thể Axeller như thiên thạch rơi xuống, khiến cả khu rừng phía sau sụp đổ, ngay cả mặt đất cũng xuất hiện một khe nứt dài vài km và sâu hơn 10 mét. Nhìn thấy cảnh này, Hầu Hước Huyết vừa cười nhạo Tiêu Chính Văn đã tái mặt sợ hãi, cả người tê dại. Chỉ với một cú đấm, cường giả cấp độ đặc biệt như Axeller đã bị đánh bại, còn Tiêu Chính Văn không hề di chuyển. Chết, vẫn chưa biết người chết cuối cùng là ai đâu. Tiêu Chính Văn nhếch mép, chân đạp mạnh vào khoảng không, thân hình phóng đi nhanh như chớp. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn phóng nhẹ trong không trung, con dao quân đội năm cạnh trong lòng bàn tay lại bay ra, phóng về phía Axeller. Theo lẽ thường, Axeller đã sống hàng trăm năm, tuyệt đối không thể thuy một đứa trẻ 30 tuổi như Tiêu Chính Văn. Khoảng cách giữa bọn họ lớn đến mức có thể dùng trời đất để hình dung. Nhưng Axeller và Hầu Tước Huyết tộc nào có biết sức mạnh cấp bậc nguyên khí của Tiêu Chính Văn khác xa với sức mạnh bọn họ hiểu. Đừng nói là một trưởng của Axeller, cho dù là một thiên thạch nhỏ rơi xuống thì Tiêu Chính Văn cũng có thể thổi tan thành cát bụi chỉ bằng một cú đấm. Trận chiến kinh hoàng ở Mỹ Lục đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông chính thống lớn trên thế giới. Lúc này, rất nhiều nước lớn điều động vệ tinh đến quay trực tiếp hiện trường. Sau khi cảnh Axeller bị Tiêu Chính Văn đấm bay được phát sóng, cả thế giới gần như náo loạn. Đó là con cháu của vương triều nhà họ Ấn, gia tộc lâu đời nhất ở Mỹ Lục. Kẻ nào to gan đến mức đánh cả con cháu vương triều nhà họ Ấn? Hậu quả của việc đánh con cháu nhà họ Ấn nghiêm trọng đến mức nào chứ? Tên này điên rồi. Sau khi nhận được tin tức, năm đại danh sơn và Lý Chính Đạo cũng vô cùng kinh ngạc. Con cháu của nhà họ Ấn ở giới thế tục ngày càng ít ỏi, nhưng mỗi người lại mang một sứ mệnh vô cùng thần bí ở giới thế tục. Nhà họ Ấn ở ngoài lãnh thổ từng nói rằng ai dám động đến con cháu của nhà họ Ấn ở giới thế tục thì đồng nghĩa với việc tuyên chiến với nhà họ Ấn. E rằng lần này cậu Tiêu gặp rắc rối lớn rồi. Lý Chính Đạo lau mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm một mình. Ngay khi cả thế giới đều chấn động không biết là thế lực nào dám động đến con cháu nhà họ Ấn thì Tiêu Chính Văn đã đánh Axeller sắp chết. Lúc này, Axeller khó khăn lắm mới từ trong hố sâu sâu hơn 10 mét đứng lên, không còn oai phong như trước. Khắp người, quần áo tả tơi, có vài vết thương máu đang chảy dài, trên mặt dính đầy bùn đất. Nhìn vô cùng thảm hại. Mặc dù cú đấm của Tiêu Chính Văn không làm tổn thương các cơ quan nội tạng của ông ta, nhưng nó khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Sức mạnh vô song và hoang dã đó, ngay cả người mang huyết mạch long tộc như ông ta cũng phải thầm kinh ngạc. Nói gì thì nói, ông ta cũng là con cháu nhà họ Ấn, tuy rằng huyết mạch của long tộc trong cơ thể rất mỏng manh, nhưng dù sao cũng là huyết mạch long tộc. Mấy trăm năm qua, không phải không có ai khiêu chiến ông ta. Nhưng lần nào cũng bị ông ta nghiền ép. Vậy mà bây giờ, ông ta lại bị một hậu bối trẻ tuổi đánh đến thảm hại, thậm chí còn không coi ông ta ra gì, khiến ông ta mất mặt. Cùng với tiếng quát giận dữ chấn động, bầu trời đột nhiên nổi lên mây mù, vô số tia chớp đan xen vào trong mây, từng đợt tiếng gió và tiếng sấm cực kỳ chói tai. Dung nham nóng chảy dưới lòng đất cũng bắt đầu chảy ra, như thể muốn trào ra khỏi mặt đất, phun lên 9 tầng mây. Luồng khí trên không trung tụ lại với nhau với tốc độ không thể tưởng tượng, tạo thành một cơn bão lốc xoáy cực lớn, bởi vì quá tinh khiết, một điểm sáng cực kỳ chói mắt đã được hình thành ở trung tâm cơn bão. Lúc này, rất nhiều lão quái vật trở lại từ vùng ngoài lãnh thổ đều nhận ra đó là phong linh. Hiển nhiên, Axeller đã huy động tất cả sức mạnh của trời đất,
đây là loại sức mạnh đáng sợ đến thế nào. Lúc Tiêu Chính Văn đến gần, mặt đất gần như lìa ra, nham thạch nóng bỏng phun ra, vô số tia sóng vô tuyến đen tím trên bầu trời lập tức đánh xuống. Gió lớn như có thần chí phóng về phía Tiêu Chính Văn. Đáng chết, Axeller đứng dưới đáy hố lớn, gầm lớn, dùng toàn bộ uy lực phóng lên, vùng nắm đấm về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng ông ta còn chưa kịp tung ra nắm đấm, con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn đã phóng tới trước mặt ông ta. Xẹt, âm thanh sắc lạnh vang lên, máu bắn tung tóe khắp nơi. Cơ thể của Axeller lại bay ra ngoài, vai ông ta đã đỏ như máu, một cánh tay thậm chí còn buông xuống một cách vô lực. Uy lực kinh thiên động địa kia cũng tiêu tan ngay lập tức. Rầm, cơ thể Axeller đập sâu hơn vào lòng đất, tạo thành một cái hố hình người sâu hàng chục mét. Mẹ kiếp, cậu dám, tôi thề tôi sẽ tiêu diệt cả nhà cậu. Axeller choáng váng, tiếng gầm giận dữ có một không hai làm rung chuyển cả trời đất. Lúc này, ông ta đã bị thương nặng, mặc dù con dao quân đội năm cạnh lúc nãy không đâm thẳng vào tim ông ta, nhưng cũng đã phế bỏ một cánh tay của ông ta. Máu nhuốm đỏ cả bộ quần áo ông ta đang mặc, còn cánh tay bị gãy kia chỉ còn lại một lớp da. Đây gần như là sự sỉ nhục lớn nhất đối với toàn bộ nhà họ Ấn. Ông ta vừa dứt lời, một bóng đen lại tấn công nhanh như chớp đến. Bụp, một cú đấm như sao băng rơi xuống. Trước khi Axeller định thần lại, Tiêu Chính Văn đã đấm ông ta xuống đáy hố. Chớp mắt, ánh sáng lóe lên, máu bắn tung tóe. Ngay cả thế lực của các bên nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều cảm thấy sởn gai ốc. Đó là vương tử nhà họ Ấn, nhưng lại bị đánh đến không còn sức lực. Vương thất nhà họ Ấn đã có từ hàng nghìn năm trước, đây cũng là một gia tộc bí ẩn và quyền lực. Nghe nói, ngoại trừ trận pháp được kế thừa từ Hoa Quốc, những trận pháp kế từ Âu Lục và Mỹ Lục đều có nguồn gốc từ nhà họ Ấn. Hơn nữa, còn có một số lý do nữa khiến mọi người đều kính nể nhà họ Ấn. Đó là nhà họ Ấn đã học được một bí kíp từ Long tộc, có thể khiến da thịt bọn họ cứng như sắt. Ngay cả vũ khí sắc bén nhất trên thế giới cũng không thể làm họ bị thương dù chỉ là nhỏ nhất. Đây cũng là bản năng bẩm sinh của tất cả thành viên vương thất nhà họ Ấn, ngay cả một đứa trẻ sơ sinh cũng không sợ đao kiếm. Nhưng Axeller với thân hình cường tráng như vậy, lại bị đánh đến hộc máu, làm sao có thể không khiến người ta lạnh cả sống lưng. Nhưng tất cả chỉ mới là bắt đầu. Ngay sau đó, những nắm đấm dày đặc như mưa rơi xuống người Axeller. Cái hố hình người đó trong nháy mắt đã sâu hàng trăm mét. Mỗi nắm đấm Tiêu Chính Văn đánh xuống đều khiến cả ngọn núi rung chuyển, ngay cả các thành phố lân cận cũng bị ảnh hưởng, nhiều người dân hoảng loạn bỏ chạy. Chẳng phải ông nói muốn giết tôi à? Tại sao không còn không ra tay? Tiêu Chính Văn tung thêm một cú đấm nữa, giơ chân dẫm lên khuôn mặt bê bết máu của Axeller, nhếch mép nói. Axeller muốn hét lên, nhưng gót giày của Tiêu Chính Văn vừa vặn ấn vào miệng ông ta, khiến ông ta không nói được lời nào. Rầm, Tiêu Chính Văn lại dẫm mạnh lên mặt Axeller khiến mặt ông ta biến dạng. Dựa vào ông mà cũng dám dọa giết cả nhà tôi sao? Ông thử giết một người tôi xem. Vừa dứt lời, những cú đấm và đá nặng nề hơn lại giáng xuống cơ thể Axeller. Trong vòng chưa đầy 5 phút, Axeller đã ngừng giãy giụa. Thứ xuất hiện trước mặt mọi người chỉ là một khối thịt thối không còn chút sức sống. Trong cái hố hình người ngập máu, Axeller nhìn chằm chằm bầu trời ngay phía trên, chỉ là đôi mắt không còn sáng nữa, giống như một con cá chết. Vương tử nhà họ Ấn chết rồi, bị đánh chết rồi, đây chẳng phải là nghịch thiên sao. Nhìn thấy thi thể Axeller nằm trước mặt, mọi người đều há hốc mồm. Vào lúc này, cả thế giới yên lặng đến đáng sợ. Ngay cả Long Kinh cũng rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tiểu Thiến càng thêm kinh ngạc đứng sững tại chỗ. Mọi người còn chưa kịp định thần lại, Tiêu Chính Văn đã bay lên khỏi mặt đất, phóng thẳng tới chỗ hầu tước huyết tộc. Vụt, một tia sáng bạc lóe lên, máu bắn ra từ cơ thể hầu tước huyết tộc. Hừ, vị hầu tước huyết tộc kia lấy tay ôm ngực, quỳ xuống mặt đất. Tiêu Chính Văn bước đến chỗ hắn, vung tay kéo cổ áo. Nhấc bổng hắn khỏi mặt đất. Tiêu Chính Văn lúc này đáng sợ như thần chết. Vị hầu tước huyết tộc nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ vô cùng sợ hãi. Chẳng phải anh bảo tôi giết anh sao? Bây giờ tôi sẽ cho anh được toại nguyện. Rầm một tiếng, Tiêu Chính Văn đã vặn đứt cổ đối phương.
Lộc cộc, một chiếc đầu người từ trên cổ hầu tước huyết tộc lăn xuống. Tiêu Chính Văn ném cái xác không đầu vào hố sâu dưới chân như ném rác, sau đó bay lên không trung, giống như một vị thần giáng thế, bay đi về hướng của Hoa Quốc. Nhìn thấy cảnh này, tất cả người trong Hoa Quốc đều xôn xao. Huyết tộc luôn vô cùng lớn mạnh, nhưng bây giờ thì sao? Hai vị hầu tước đã bị giết, ngay cả người thừa kế gia tộc cổ đại của Mỹ Lục cũng mất mạng. Sức mạnh này khiến người dân Hoa Quốc vô cùng phấn khích. Đặc biệt là sau khi Tiêu Chính Văn giết Axeller, anh giống như một vị thần giáng thế, mang đến cho người dân Hoa Quốc bị đám huyết tộc kia bức ép, nhìn thấy một tia hy vọng. Người này rốt cuộc là ai? Còn phải hỏi sao? Nhất định là trợ thủ cho tiền bối Thiên Minh Tử mời tới. Không nhìn thấy cách anh ta xuất hiện giống hệt tiền bối Thiên Minh Tử sao? Hừ, tôi nghĩ chắc là người của Thiên Cung Bắc Cực, lần này chúng ta phải cảm ơn tiền bối Thiên Minh Tử tử tế mới được. Bỗng chốc, rất nhiều tiếng bàn luận vang lên, nhưng đều chỉ về phía Thiên Cung Bắc Cực. Ở Âu Lục và Mỹ Lục càng nổi lên trận sóng dư luận lớn. Đường đường là vương tử nhà họ Ấn mà lại bị người ta đánh chết, hơn nữa đối phương còn là người Hoa Quốc. Điều này tương đương với việc tuyên chiến với nhà họ Ấn. Lẽ nào các thế lực lớn bên ngoài Hoa Quốc đã bí mật tập hợp? Nói cách khác, những cường giả ở vùng ngoài lãnh thổ Hoa Quốc đã lên kế hoạch lợi dụng sự hỗn loạn để tiêu diệt vương tộc nhà họ Ấn. Nhưng dù thế nào thì kết cục cuối cùng cũng sẽ là thảm họa lớn đối với võ tông Hoa Quốc. Xét cho cùng, nhà họ Ấn có huyết mạch Long tộc, cho dù Hoa Quốc có thắng thì cũng thắng trong thảm hại. Đúng lúc này, điện thoại của Lục Tiểu Thiến đổ chuông, nhìn thấy Tần Vũ đích thân gọi tới. Lục Tiểu Thiến nghe máy với vẻ mặt tái nhợt, tổng tư lệnh Tần, không biết anh gọi tôi có gì chỉ giáo. Cô Lục, màn biểu diễn tối nay thật sự vô cùng đặc sắc, không ngờ huyết tộc và Thiên Cung Bắc Cực lại có tham vọng lớn đến vậy. Tiếng cường lớn của Tần Vũ vang lên trong điện thoại. Lục Tiểu Thiến nghe thấy giọng điệu chế giễu của Tần Vũ bên trong điện thoại thì tức tới độ mặt mày tái xanh. Trước lúc đó, Tần Vũ đã từng mấy lần cử người tìm Lục Tiểu Thiến để bàn bạc những vấn đề có liên quan tới việc chung sống hòa bình, mong bọn họ cố gắng đừng quấy nhiễu tới cuộc sống của người dân bình thường. Thế nhưng Lục Tiểu Thiến lại từ chối gặp mặt Tần Vũ, thậm chí còn huênh hoang nói rằng sẽ cho Tần Vũ xem một vở kịch hay trong vòng một tuần. Kết quả chuyện tối ngày hôm nay lại như một cú tát mạnh giáng thẳng lên trên mặt Lục Tiểu Thiến. Rất rõ ràng, đây nhất định là do Thiên Cung Bắc Cực đã có thỏa thuận bí mật gì đó với lãnh đạo cấp cao Hoa Quốc trước khi sự việc xảy ra, lúc này Thiên Minh Tử mới nhận lời mời của cô ta tới tham dự buổi tiệc, thế nhưng mặt khác lại âm thầm cử người giết chết hai hầu tước của huyết tộc. Lúc này, người có sắc mặt còn khó coi hơn cả Lục Tiểu Thiến phải kể đến Thiên Minh Tử. Dù thế nào thì ông ta cũng không dám tin người nhìn không rõ tướng mạo đó lại là người của Thiên Cung Bắc Cực. Hơn nữa, Thiên Cung Bắc Cực căn bản không có lý do để đối đầu với huyết tộc. Nhìn thấy sắc mặt của mấy lãnh đạo cấp cao trong huyết tộc đứng xung quanh đều u ám tới cực điểm, Thiên Minh Tử cũng sợ tới độ đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù trong trận chiến tại Hoa Sơn trước kia, ông ta đã giành được chiến thắng lớn, thế nhưng đó là trận đánh đơn một đấu một. Nếu như đối phương sử dụng ưu thế số người thì có 10 Thiên Minh Tử cũng phải chết trên mảnh đất này. Thế nhưng trước mắt, dù Thiên Minh Tử có trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích nổi, mối họa này ông ta không muốn gánh vác thì cũng vẫn phải gánh. Thiên Minh Tử, Thiên Cung Bắc Cực mấy người đúng là tung ra một nước cờ quá hay, có điều trước đấy người của mấy người không hỏi rõ Axeller đó là ai hay sao? Giết chết vương tử nhà họ Ấn. Không chỉ có ông sẽ nổi danh mà danh tiếng của Thiên Cung Bắc Cực mấy người cũng sẽ càng lẫy lừng hơn ở vùng ngoài lãnh thổ. Lục Tiểu Thiến đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Minh Tử, đằng đằng sát khí. Cô Lục, cô nghe tôi giải thích, tôi nghĩ chắc hẳn giữa chúng ta đã có hiểu nhầm gì rồi. Thiên Cung Bắc Cực chúng tôi ở vùng ngoài lãnh thổ vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng với huyết tộc, càng không thể Thiên Minh Tử vẫn chưa nói hết câu đã bị tiếng hừ của Lục Tiểu Thiến ngắt lời. Ban đầu chính ông là người đích thân yêu cầu tổ chức một trận đấu phân định thắng thua với chúng tôi ở Hoa Sơn đúng chứ? Chuyện ở Hoa Sơn, chúng tôi có thể không truy cứu thêm, thế nhưng có phải người của Thiên Cung Bắc Cực mấy người làm hơi quá rồi hay không? Truy sát người của chúng tôi từ Hoa Quốc tới tận Mỹ Lục, thậm chí còn giết chết vương tử nhà họ Ấn, chuyện này e rằng có muốn giấu giếm cũng không giấu nổi nữa. Huyết tộc chúng tôi không thể thay mấy người gánh lấy nỗi oan này. Đối diện với sự van xin khổ sở của Thiên Minh Tử,
Lục Tiểu Thiến căn bản tỏ ra hết sức khinh thường. Dù Thiên Minh Tử có giải thích thế nào thì chuyện tối ngày hôm nay cũng phải cho huyết tộc và cổ tộc nhà họ Ấn được một lời giải thích. Một phương tử được giữ lại thế tục tận mấy trăm năm của người ta đã chết, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Cô Lục, tôi nghĩ cô cũng hiểu rất rõ Thiên Cung Bắc Cực căn bản không có lá gan đó, cũng không có thực lực để giết chết Axeller. Tôi thật sự bị oan mà. Thiên Minh Tử căn bản không còn tâm trí để bận tâm tới chuyện có rất nhiều người trong võ tông đều đang hiện diện, ông ta đứng bật dậy đi tới trước mặt Lục Tiểu Thiến và quỳ xuống không chút do dự. Lúc này, có thể cứu ông ta, hoặc là nói có thể giúp ông ta rửa sạch nỗi oan cũng chỉ có Lục Tiểu Thiến mà thôi. Thiên Minh Tử, theo như tôi được biết, nhiệm vụ trong lần trở thế tộc này của ông không phải chính là áp chế Tiêu Chính Văn sao? Sau ngày hôm nay, uy nghiêm của Thiên Cung Bắc Cực mấy người tại Hoa Quốc sẽ giống như mặt trời buổi ban trưa. Hơn nữa, không chỉ có võ tông Hoa Quốc, tất cả người dân Hoa Quốc cũng sẽ coi mấy người là cứu tinh và chỗ dựa duy nhất của Hoa Quốc, dù là uy tín của thiên tử thì cũng sẽ bị bốn chữ Thiên Cung Bắc Cực áp chế. Mà ông cũng sẽ lưu danh thiên cổ, thậm chí cả vùng ngoài lãnh thổ đều sẽ truyền tụng sự tích quang vinh của ông, đây lẽ nào không phải là điều ông muốn hay sao? Lục Tiểu Thiến nói tới đây thì quay sang cười lạnh lùng với Thiên Minh Tử, chỉ có điều ông phải nghĩ cho kỹ làm sao để ứng phó với sự chất vấn từ cổ tộc nhà họ Ấn, nếu như ông có thể sống sót thì cả Hoa Quốc này đều sẽ là của ông. Nghe thấy những lời chế nhạo châm biếm của Lục Tiểu Thiến, Thiên Minh Tử hận tới độ ngứa ngáy cả chân răng. Bây giờ ông ta đã bắt đầu hối hận rồi, nếu như không phải ban đầu mình phách lối như vậy thì cũng sẽ không đi tới bước đường cùng như bây giờ. Mặc dù trong trận chiến tại Hoa Sơn, Thiên Minh Tử đã khoe mẽ hết cả, hơn nữa quả thực cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của những người dân Hoa Quốc không rõ chân tướng. Thế nhưng tất cả những chuyện này đều chỉ là hư danh mà thôi. Đối diện với sự truy cứu của nhà họ Ấn, Thiên Minh Tử chẳng thể chống đỡ nổi, dù là Thiên Cung Bắc Cực thì cũng không gánh vác nổi chuyện lớn như vậy. Từ sau khi khí vận của Âu Lục bị mấy người Tiêu Chính Văn đoạt mất, thế lực các phương bao gồm cả vùng ngoài lãnh thổ đã tiến vào trong giai đoạn tranh giành gay cấn. Dù là Thiên Cung Bắc Cực thì căn bản cũng không ngóc đầu lên nổi. Thế nhưng nhà họ Ấn thì lại khác, bọn họ là gia tộc lâu đời duy nhất đại diện cho Mỹ Lục, bối cảnh cực kỳ thâm sâu, nội tình thì càng khủng bố tới độ không tưởng tượng nổi. Một khi nhà họ Ấn thật sự truy cứu Thiên Cung Bắc Cực thì kết quả chỉ có thể là Thiên Minh Tử bị giao cho nhà họ Ấn như một kẻ bị ruồng bỏ. Vừa nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh trên người Thiên Minh Tử đã túa ra như tắm. Vốn dĩ ông ta còn đang nghĩ lấy hậu nhân của nhà họ Lý và nhà họ Chu ra làm con cờ để hóa giải thù oán hình thành sau trận chiến tại Hoa Sơn với huyết tộc, thậm chí cũng có thể dâng hai tay nhượng lại lợi ích của Hoa Quốc. Thế nhưng ai mà ngờ được sự việc lại phát triển tới bước này. Hơn nữa, Thiên Minh Tử còn đặc biệt cử người đi giải tin, nói rằng mình đã từ chối lời mời của Lục Tiểu Thiếu, giả vờ như muốn huyết chiến tới cùng với huyết tộc. Tất cả những chuyện này có thể nói là tính toán không chút sơ hở. Thế nhưng không ngờ người thần bí đó lại đột nhiên xuất hiện, không chỉ phá hỏng tất cả dự tính khí trước của ông ta mà còn đẩy ông ta ra nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như nói trước khi người bí mật đó hành động không bí mật âm mưu với Thiên Minh Tử, ai sẽ tin được đây? Thế nhưng vấn đề là ông ta còn oan ức hơn cả Thị Mầu. Lúc mà Trương Thiên Ngọc bị giết, trong lòng Thiên Minh Tử thậm chí còn có chút vui mừng. Nói không chừng công lao giết chết Trương Thiên Ngọc sẽ còn thuộc về ông ta nữa. Tới lúc đó, danh vọng của ông ta thật sự sẽ bước lên một tầm cao mới, thậm chí còn uy hiếp trực tiếp tới thiên tử Hoa Quốc. Thế nhưng cái chết của Axeller lại khiến cho Thiên Minh Tử hoàn toàn tuyệt vọng, bây giờ ông ta không muốn giành công lao này cũng không được nữa. Thế nhưng vấn đề chính là công lao này là củ khoai lang phỏng tay, ai nhận nó đồng nghĩa với việc lĩnh dây chứng tử luôn. Bây giờ bên ngoài đều biết Thiên Minh Tử đã từ chối lời mời của Lục Tiểu Thiến, hơn nữa còn là cao thủ nhân vương cấp 5 duy nhất của cả Hoa Quốc. Cũng chỉ có ông ta mới có thể giết chết Axeller và hầu tước kia của huyết tộc. Ngoài ra, từ đầu tới cuối, người thần bí kia đều dùng chiêu thức của Thiên Cung Bắc Cực. Dù có ngu ngốc tới đâu thì người bên ngoài cũng sẽ nghĩ tới Thiên Minh Tử như một lẽ dĩ nhiên. Dù gì Thiên Cung Bắc Cực cũng không lưu truyền trong thế tục. Chỉ có một trụ sở chính ở vùng ngoài lãnh thổ mà thôi, cao thủ trong thế tục dù có thực lực được như Thiên Minh Tử đi nữa, thế nhưng người ta căn bản chẳng thể học được những kiến thức bị thất truyền chỉ thuộc về Thiên Cung Bắc Cực. Điều này đã chứng minh cho tội trạng của Thiên Minh Tử.
Dù ông ta có phủi sạch với cổ tộc nhà họ Ấn ra sao cũng không có tác dụng. Mà càng khiến cho Thiên Minh Tử khổ sở chính là chuyện bản thân âm thầm chạy tới núi Điểm Thương ngày hôm nay tuyệt đối không thể công khai ra bên ngoài, nếu không nhân khí mà ông ta tích góp bấy lâu nay sẽ bị hủy hoại hết chỉ trong nháy mắt. Càng không dám nói ra mục đích thật sự mà Thiên Cung Bắc Cực cử ông ta quay trở lại thế tục lần này, nếu không thì ông ta không chỉ phải đối diện với sự truy vấn của cổ tộc nhà họ Ấn mà còn phải gánh cả tội danh phản bội sư môn. Một nhân vương cấp 5 như ông ta, đối diện với sự truy sát từ hai thế lực lớn thì gần như chỉ có một kết cục, đó chính là cái chết. Thiên Minh Tử bây giờ dù có trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích, trong lòng khổ sở mà không nói được nên lời. Mối họa ngày hôm nay, dù ông ta có liều mạng thì cũng phải tiếp tục gánh vác. Thiên Minh Tử, nhân lúc còn sống thì quan sát thế giới cho tử tế đi, e rằng chẳng bao lâu nữa, người nhà họ Ấn sẽ tìm tới ông tính sổ nhanh thôi. Lục Tiểu Thiến nói xong thì đứng dậy với vẻ mặt lạnh tanh, đi ngang qua Thiên Minh Tử đang quỳ trên nền đất, nói với đám người của huyết tộc, chúng ta đi thôi. Cô Lục, cô nhất định phải làm chứng cho tôi. Thiên Minh Tử không còn nghĩ được gì nhiều, quay người ôm lấy chân của Lục Tiểu Thiến. Tôi, Lục Tiểu Thiến liếc mắt nhìn Thiên Minh Tử nước mắt giàn giụa đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng lắc đầu nói, xin lỗi nhé, đó là chuyện giữa Thiên Cung Bắc Cực mấy người và cổ tộc nhà họ Ấn. Huyết tộc chúng tôi không có hứng thú, cũng không cần phải nhúng tay vào. Nói xong, Lục Tiểu Thiến giơ chân đá bay Thiên Minh Tử rồi sải bước đi xuống núi. Thiên Minh Tử nghiến răng nhìn theo bóng lưng của Lục Tiểu Thiến, nếu như không phải e sợ bối cảnh khủng bố của huyết tộc và nhà họ Lục thì ông ta chỉ muốn giết chết cô ta ngay lập tức. Vào sáng ngày hôm sau, một tin tức kinh người được tung ra bên ngoài, Thiên Minh Tử vì bảo vệ nhân dân Hoa Quốc đã không ngại xa xôi vạn dặm giết chết hai hầu tước của huyết tộc. Ngay tức thì, không chỉ có Thiên Minh Tử ngây ra mà ngay cả Võ Tông Hoa Quốc cũng kinh ngạc tới đờ đẫn. Tin tức này vừa truyền ra, gần như toàn bộ Hoa Quốc đều xôn xao. Ngoại trừ những người có địa vị cao của Tứ Đại Danh Sơn đi theo Thiên Minh Tử đến dự yến tiệc ngày hôm đó, ai biết được rằng Thiên Minh Tử hôm đó đang ở núi Điểm Thương, hoàn toàn không thể giết được hai vị hầu tước của huyết tộc. Nhưng tin tức này có sức thuyết phục rất lớn. Dù sao bây giờ trên danh nghĩa Thiên Minh Tử cũng là cao thủ số một của Hoa Quốc, hơn nữa một số bá tước trong huyết tộc đã đích thân làm chứng rằng việc đòa là do Thiên Minh Tử làm. Nhất thời, Thiên Minh Tử gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Không thể tin được rằng tiền bối Thiên Minh Tử lại vì Hoa Quốc chúng ta mà không ngần ngại đắc tội với cổ tộc nhà họ Ấn, giết luôn cả vương tử Axeller nhà họ Ấn. Tôi nói mà, tiền bối Thiên Minh Tử cũng rất quả quyết. Đâu chỉ có vậy. Hành động của tiền bối Thiên Minh Tử tương đương với việc lấy lại vị thế cho Hoa Quốc của chúng ta, cho dù người của cổ tộc nhà họ Ấn ra mặt ngăn cản cũng bị tiền bối Thiên Minh Tử giết chết, việc này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ tiền bối Thiên Minh Tử đáng tin hơn rất nhiều so với tên Tiêu Chính Văn mua danh chuộc lợi kia. Nhất thời, các diễn đàn lớn đều bàn luận xôn xao về vấn đề này, thậm chí chưa đến nửa ngày, chuyện này đã trở thành tiêu điểm của dư luận. Nhìn những bình luận trên mạng, Thiên Minh Tử suýt nữa ói ra máu, đáng sợ nhất chính là ba bá tước của huyết tộc cùng uống rượu với ông ta ở Điểm Thương ngày hôm đó cũng đứng ra làm chứng. Đây không phải là đang treo ông ta trên giàn thiêu hay sao? Không biết xấu hổ, Thiên Minh Tử tức giận đến nỗi xuất ra một chưởng đánh vỡ màn hình máy tính trước mặt. Tiền bối Thiên Minh Tử, ông Tần khó hiểu nhìn Thiên Minh Tử. Ông ta thấy, đây rõ ràng là một chuyện tốt, sau chuyện xảy ra đêm qua. Uy danh của Thiên Minh Tử ở Hoa Quốc rõ ràng là không ngừng được nâng cao. Hừ hừ, bọn họ sợ tôi sống đủ rồi đây mà. Thiên Minh Tử nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Tiền bối Thiên Minh Tử, giết hai vị hầu tước huyết tộc là chuyện tốt với ông, nhìn bình luận bên dưới mà xem, hầu như đều đứng về một phía bảo vệ ông. Ông Tần cau mày nói. Ngu xuẩn, Thiên Minh Tử quay đầu trừng mắt nhìn ông Tần, hung tợn nói, ông có biết. Giết vương tử của nhà Ấn có nghĩa gì không? Ông Tần cũng bị Thiên Minh Tử hỏi đến bối rối một hồi, dù sao ông Tần cũng chỉ là một người liên lạc giữa năm đại danh sơn với vùng ngoài lãnh thổ, nên ông ta không hề hiểu gì về việc phân chia thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. Càng không biết cổ tộc nhà họ Ấn đại diện cho điều gì. Chẳng lẽ người tên là Axeller có lai lịch không dễ đụng tới sao? Cho dù như vậy, có Thiên Cung Bắc Cực làm hậu thuẫn cho ông còn có gì phải sợ? Ngay khi ông Tần vừa dứt lời, Thiên Minh Tử suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Ông thì hiểu cái gì?
Thiên cung Bắc Cực hoàn toàn không thể so sánh được với cổ tộc nhà họ Ấn. Bọn chúng muốn mượn tay của cổ tộc nhà họ Ấn tiêu diệt Thiên cung Bắc Cực. Nói đến đây, Thiên Minh Tử thực sự oán hận người phụ nữ thâm độc Lục Tiểu Thiến. Không đứng ra làm chứng cho ông ta thì thôi, còn phái người ra mặt chỉ ra bằng chứng là ông ta. Có vẻ như Lục Tiểu Thiến đang giúp Thiên Minh Tử trở nên nổi danh, nhưng thực tế lại đang đẩy anh ta xuống vực sâu vạn trượng. Nếu như nói trước kia, Thiên Minh Tử vẫn có thể trốn tránh mối tai họa này, nhưng bây giờ, sau khi cộng thêm đủ loại bình luận của người dân Hoa Quốc, tội danh này đã hoàn toàn được khép cho ông ta, muốn trốn cũng không tránh nổi. Chỉ cần tin tức này được truyền ra vùng ngoài lãnh thổ, cổ tộc nhà họ Ấn nhất định sẽ đuổi cùng giết tận ông ta. Đến lúc đó, cho dù ông ta trốn đến tận chân trời góc bể cũng không thoát chết. Đặc biệt là vương tử của cổ tộc nhà họ Ấn mà lớn lên ở giới thế tục vô cùng hiếm. Axeller lại là một nhân tố mà cổ tộc nhà họ Ấn cài cắm ở giới thế tục hàng trăm năm lại bị Thiên Minh Tử nhổ tận gốc như vậy, sao có thể không tức giận cho được. Cùng với thân phận đặc biệt của Axeller, điều này không chỉ đơn giản như một cộng một bằng hai, mà đối phương chắc chắn sẽ dốc toàn lực thanh toán rõ ràng với Thiên Cung Bắc Cực và ông ta. Bây giờ ông ta chỉ hy vọng bên Âu Lục không có ai quay trở lại vùng ngoài lãnh thổ, tin tức này giấu được bao lâu thì hay bấy lâu. Chiều hôm đó, các lãnh đạo từ khắp nơi trên đất nước đều tập trung về Long Kinh. Nhất thời, trên đường phố ở Long Kinh chật cứng các loại xe hơi sang trọng. Lần này, không chỉ có đại diện của Võ Tông đến chúc mừng Thiên Minh Tử, mà còn có nhiều nhân vật hô to gọi gió trong giới kinh doanh và giới chính trị đều đích thân tới Long Kinh. Mà bên phía Long Kinh, thậm chí còn có nhiều nhân vật máu mặt hơn, trông ngóng chờ đợi Thiên Minh Tử xuất hiện. Tiệc chúc mừng lần này nhất định phải tổ chức thật lớn. Đúng vậy, để các quan chức cấp cao của toàn bộ Hoa Quốc thấy được ai mới là hy vọng của Hoa Quốc chúng ta. Đúng vậy, so với Tiêu Chính Văn kiêu ngạo, độc đoán, tiền bối Thiên Minh Tử mới xứng đáng là anh hùng của Hoa Quốc chúng ta. Một vài học giả của Đại học Long Kinh đang bàn tán xôn xao với một đám nhân vật lớn trong giới kinh doanh. Trước đây những người này cũng bị uy danh của Tiêu Chính Văn chèn ép quá lâu. Từ lúc Tiêu Chính Văn nắm được quyền quyết định thì luôn một lòng hướng về bách tính khốn khổ tầng đáy của Hoa Quốc. Vì lợi ích của những người ở tầng dưới đáy, anh đã nhiều lần chèn ép đặc quyền của bọn họ, thậm chí có một số học giả còn bị các bộ ngành liên quan quy trách nhiệm. Vì vậy, sự xuất hiện của Thiên Minh Tử giống như ông trời ban cho bọn họ một tia hy vọng. Mặc dù bọn họ chỉ có thể đại diện cho một số lão già cổ hủ của các học viện, nhưng dù sao, học sinh của họ có đủ ở khắp các ngành nghề. Có ảnh hưởng vô cùng lớn ở Hoa Quốc. Bọn họ vừa lên tiếng đã ngay lập tức nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo tinh anh giới doanh nhân và những nhân vật máu mặt ở khắp nơi. Không ít người còn công khai đề nghị khôi phục lại những đặc quyền của những người này. Có thể nói, họ không còn đại diện cho một vài người nữa, mà là đại diện cho cả một tầng lớp ở Hoa Quốc. Không ít những tên học giả đã từng xâm hại nữ sinh còn hò hét cổ động cho họ ở trên mạng. Thiên Minh Tử đang nổi trận lôi đình đột nhiên nghe thấy được bên ngoài trang viên có tiếng người ầm ĩ cùng với những tiếng bước chân đinh tai nhức óc thì bỗng sửng sốt. Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Thiên Minh Tử cực kỳ khó coi hỏi. Giờ phút này, Thiên Minh Tử giống như chim sợ cành cong, sợ bên ngoài là người của cổ tộc nhà họ Ấn phái tới để trả thù. Tiền bối Thiên Minh Tử, có hàng ngàn tinh anh của các giới đang tập trung bên ngoài, bọn họ còn hò hét nói muốn tổ chức tiệc chúc mừng gì đó cho sư phụ. Hơn nữa một vài học giả của Đại học Long Kinh và những người nổi tiếng của giới văn nghệ sĩ cũng đòi gặp sư phụ. Một đệ tử của Võ Tông bước tới, sốt sắng lên tiếng. Cái gì? Thiên Minh Tử nghe thấy tin này suýt chút nữa tức đến hộc máu. Nhưng ông ta còn chưa kịp nói gì thì đã có tiếng hét lớn từ bên ngoài, tôi đợi để gặp tiền bối Thiên Minh Tử. Sau tiếng hét này, rất nhiều người dân thường tới hóng chuyện cũng hét lên. Nhất thời đến cả tường của căn biệt thự cũng rung lắc không ngừng. Chết tiệt, Thiên Minh Tử nghiến răng nghiến lợi bước ra khỏi biệt thự, nhưng vừa ra đến sân, xung quanh đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ thấy một ông lão một đầu tóc bạc đeo kính vàng bước lên trước, chắp tay với Thiên Minh Tử, Trương Khắc Dụng xin bái kiến tiền bối Thiên Minh Tử. Người vừa nói chính là hiệu trưởng trường Đại học Long Kinh. Ông ta đã âm thầm chờ đợi cơ hội này từ lâu, nhưng đáng tiếc là Tiêu Chính Văn dũng mãnh. Bất khả chiến bại, từ trước tới giờ hoàn toàn không có ai đè bẹp được dáng vẻ bệ vệ của Tiêu Chính Văn. Nhưng sự xuất hiện của Thiên Minh Tử đã mang lại cho ông ta niềm hy vọng.
thời đại chuyên quyền độc đoán của Tiêu Chính Văn cuối cùng đã kết thúc. Hơn nữa, ông ta còn có mối quan hệ vô cùng sâu sắc với nhà họ Trương của Thiên Sơn. Năm đó, Tiêu Chính Văn đã giết một số vị cao thủ của họ Trương của Thiên Sơn, mà trong đó có Trương Linh Đạo đã kết nghĩa anh em với Trương Khắc Dụng. Khi nghe tin Thiên Minh Tử ở trên đỉnh Hoa Sơn đánh bại cao thủ huyết tộc, người vui mừng nhất chính là ông ta. Các ông là, nhìn thấy biển người xung quanh, Thiên Minh Tử chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng, gượng cười hỏi. Hôm nay chúng tôi tới đây là đặc biệt tổ chức tiệc chúc mừng cho tiền bối Thiên Minh Tử. Trương Khắc Dụng nhe răng cười, mặt vẻ nịnh nọt nói. Cái gì, chúc mừng, Thiên Minh Tử nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tay bóp chết lão già Trương Khắc Dụng này. Nếu là một ngày trước e là Thiên Minh Tử vui còn không kịp, dù sao có thể nhận được sự ủng hộ của người dân chắc chắn là việc cực tốt với ông ta. Chỉ cần có được lòng dân, muốn lật đổ vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng tình hình hiện giờ đã khác rồi. Bất kể tin tức từ khắp nơi đều đã ném vấn đề người đàn ông bí ẩn giết hầu tước Vương Tộc và Axeller đêm qua trên người Thiên Minh Tử, nhưng vấn đề này suy cho cùng vẫn chưa được xác nhận. Nếu Thiên Minh Tử dễ dàng chấp nhận lời mời của đám người Trương Khắc Dụng thì chứng tỏ đã đổi hướng thừa nhận hung thủ chính là ông ta. Phải, ông tự tay giết chết hai hầu tước huyết tộc vì thế tục, vì tất cả người Hoa Quốc chúng tôi mà. Trương Khắc Dụng cười nói. Láo xược, mặt mày Thiên Minh Tử hơi méo mó, lạnh lùng nhìn Trương Khắc Dụng nói, tôi nói lại với các ông lần nữa, chuyện tối qua không liên quan đến tôi. Lúc này Thiên Minh Tử nổi giận thật rồi. Ông ta chỉ muốn tẩy sạch quan hệ của mình với chuyện đã xảy ra đêm qua. Nhưng Thiên Minh Tử càng nói, ngược lại càng khiến đám người Trương Khắc Dụng cho rằng Thiên Minh Tử đang cố ý khiêm nhường. Tiền bối Thiên Minh Tử, bọn tôi đều hiểu ý ông. Trương Khắc Dụng vừa nói vừa vẫy tay với hai người đàn ông phía sau bước đến. Thấy tay hai người đó cầm hộp gỗ, Thiên Minh Tử không khỏi nhíu mày nói các ông có ý gì? Bên trong là thứ gì đấy? Vừa thấy động tác của đám người Trương Khắc Dụng, Thiên Minh Tử nhận ra ngay, đám ngu ngốc này lại hiểu lầm ý đồ của mình rồi. Quả nhiên Trương Khắc Dụng nhe răng, cười đê tiện nói, tiền bối Thiên Minh Tử, đây chỉ là chút tấm lòng của bọn tôi, bên trong là năm đóa hoa tử tiêu. Tôi nghe nói hoa tử tiêu là vật bảo trong vật bảo với cao thủ như ông, những người bình thường như chúng tôi giữ lại cũng là vật vô dụng, chỉ có nhân vật tầm cỡ như ông mới có thể phát huy tác dụng to lớn của nó. Thế nên mong tiền bối Thiên Minh Tử nhận cho. Đúng thế, mấy thứ này để trong tay bọn tôi chỉ dẫn tai họa đến mà thôi, giao cho anh hùng như ông mới có tác dụng. Mong tiền bối Thiên Minh Tử nhận cho. Người xung quanh đồng thanh nói. Nhìn hoa tử tiêu vô cùng tinh khiết trong hộp, Thiên Minh Tử suýt nữa tức đến ngất xỉu. Nhận quà của họ chẳng khác nào đi dự tiệc. Lúc này cuối cùng Thiên Minh Tử cũng đã hiểu tại sao các cao thủ ngoài lãnh thổ đó đều oán hận đám giáo sư của thế tục này đến tận xương tủy. Đúng là một đám ngu ngốc chẳng làm nên được tích sự gì. Nhưng đối mặt với hàng triệu người dân Hoa Quốc, các ông lớn ở khắp nơi trên cả nước đặc biệt đến và những người xuất chúng trong các giới, dù Thiên Minh Tử có tức đến mức nổ phổi cũng phải diễn cho xong bộ kịch này. Sau khi hít sâu vào hai cái liên tiếp, Thiên Minh Tử miễn cưỡng cười nói, tôi đã nhận tấm lòng của mọi người, nhưng không có công thì không nhận bổng lộc. Hoa tử tiêu không chỉ có thể giúp người tập võ như chúng tôi đột phá cảnh giới, còn có thể làm chậm sự lão hóa, tôi nghĩ món quà này vẫn nên để mọi người giữ lại. Mọi người cũng đều là trụ cột của Hoa Quốc, sống thêm một ngày cũng là cống hiến cho Hoa Quốc. Đến cùng Thiên Minh Tử gần như nghiến răng mà nói. Ôi tiền bối Thiên Minh Tử! Như ông nói thì tức là ông không chịu nhận, nhưng ông nhất định phải tham gia bữa tiệc tối này, đây là tấm lòng của mọi người, mong tiền bối Thiên Minh Tử nể mặt. Nói rồi Trương Khắc Dụng lại cúi đầu lại ba cái liên tiếp với Thiên Minh Tử. Thiên Minh Tử lạnh lùng nhìn gương mặt già nua của Trương Khắc Dụng, ông ta chỉ ước gì có thể đánh cho ông già này một cái thành bùn thịt mới có thể hết hận. Hiện giờ thứ ông ta sợ nhất chính là phải tỏ ra kiêu ngạo, phô trương. Một khi người bên Âu Lục đều biết chuyện chắc chắn sẽ nói lại với ngoài lãnh thổ. Đến lúc đó đợi ông ta chính là sự trả thù vô tình của gia tộc cổ nhà họ Ấn. Tiền bối Thiên Minh Tử, ông đừng khiêm tốn thế nữa, thật ra xét trong Hoa Quốc ai có thể giết chết liên tiếp hai hầu tước huyết tộc chứ? Ngoài ông ra không thể tìm được người thứ hai. Đúng vậy, tiền bối Thiên Minh Tử, ngoài ông ra còn ai có thể yêu Hoa Quốc,
không tiếc mạng sống lao vào nguy hiểm khai chiến với nhà họ Ân để đòi lại công bằng cho người dân Hoa Quốc. Chỉ thoáng chốc, người xung quanh đều nói, còn có không ít các ông lớn trong giới kinh doanh bước đến đỡ lấy cánh tay Thiên Minh Tử rồi đi ra ngoài. Đám người ông Tần cũng cảm thấy vui cho Thiên Minh Tử thế nên không ai bước đến ngăn cản. Các vị, mọi người nghe tôi nói, chuyện tối qua không thể phô trương. Lúc này Thiên Minh Tử đã sốt sắng lắm rồi. Chuyện đã đến nước này thì dù cả người ông ta có mọc thêm miệng cũng không thể giải thích rõ ràng. Thế nên chỉ có thể hy vọng hiện giờ tin tức này vẫn chưa lan đến Âu Lục. Tiền bối Thiên Minh Tử, ông vẫn khiêm tốn như thế, ngay cả khi làm nhiều việc cho Hoa Quốc mà vẫn muốn khiêm tốn, đúng là một người mẫu mực của ngày nay. Vừa nói mọi người vừa ép buộc kéo Thiên Minh Tử vào một khách sạn cao cấp. Lúc này trong khách sạn đã lên đèn sáng rực, người đông như hội. Thấy đám người Trương Khắc Dụng kéo Thiên Minh Tử đi vào khách sạn, mọi người hô lên rồi vây quanh Thiên Minh Tử. Không đợi Thiên Minh Tử lên tiếng, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ vest thương hiệu nổi tiếng bước đến nói với Thiên Minh Tử, tiền bối Thiên Minh Tử, tôi là La Thế Tường của tập đoàn Vạn Long, xin chào tiền bối. Nói rồi ông ta lấy một chiếc hộp gỗ ra đưa qua cho Thiên Minh Tử. Có La Thế Tường dẫn đầu, mọi người đồng loạt tặng quà mình đã chuẩn bị cho Thiên Minh Tử. Thấy trước mặt mình chất đầy quà cao cấp hạng sang, Thiên Minh Tử quả thật xúc động suýt khóc. Đây nào phải tặng quà cho ông ta, rõ ràng đều đang bùa giết ông ta chết sớm ấy chứ. Tần Vũ Hắc Băng Đài, Tiêu Chính Văn vua Bắc Lương xin chúc mừng tiền bối Thiên Minh Tử. Ngay lúc Thiên Minh Tử tức đến mức váng đầu, hai mắt long sọc lên thì ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói thánh thót, Thiên Minh Tử không khỏi cảm thấy căng thẳng. Tiêu Chính Văn và Tần Vũ cũng đến. Thật ra từ đầu đến giờ Tần Vũ đều biết người bí ẩn đó là Tiêu Chính Văn, cho dù Tiêu Chính Văn che giấu thế nào, nhưng dù sao Tần Vũ cũng đã sánh vai cùng chiến đấu với Tiêu Chính Văn vài năm lúc còn ở biên giới phía Bắc. Chỉ cần liếc nhìn, Tần Vũ đã có thể nhận ra người bí ẩn đó chính là Tiêu Chính Văn. Tối nay Tần Vũ và Tiêu Chính Văn cũng cố ý đến đây xem trò cười của Thiên Minh Tử. Tiêu Chính Văn và Tần Vũ đến lập tức khiến đám người nhốn nháo. Ai mà không biết danh tiếng hiện giờ của vua Bắc Lương đã không còn như trước nữa, đến giờ Tiêu Chính Văn và Tần Vũ không mời mà đến, chỉ có thể chứng tỏ họ cố ý chạy đến đây thể hiện độ tồn tại. Hừ, Tiêu Chính Văn còn mặt mũi đến đây tặng quà à? Lúc trước tại sao cậu ta không ra mặt ở đỉnh núi Hoa Sơn đi? Tôi nghĩ 80% Tiêu Chính Văn đến để nịnh bợ tiền bối Thiên Minh Tử, không chừng còn định bái tiền bối Thiên Minh Tử làm sư phụ. Hai. Cũng không thể nói thế, trước khi linh khí khôi phục vẫn luôn là Tiêu Chính Văn chém đông giết tây bảo vệ Hoa Quốc, không thể vì chút lỗi lầm nhỏ mà phủ nhận công sức trước kia của anh ta. Công sức, cậu ta có công sức gì? Đêm qua người huyết tộc diệt hết một tông môn của võ tông chúng ta, cậu ta chẳng thèm thả dám nữa là, vẫn là tiền bối Thiên Minh Tử tự mình ra tay mới giết được hai hầu tước huyết tộc, giải quyết được chuyện này. Mọi người anh một câu tôi một câu nhưng đa số đều đứng về phía Thiên Minh Tử. Chỉ có một số ít vẫn nể tình công lao của Tiêu Chính Văn với Hoa Quốc nói vài câu công bằng. Chỉ là tiếng nói của họ nhanh chóng bị nhấn chìm trong lời gièm pha của mọi người với Tiêu Chính Văn. Tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy Tiêu Chính Văn và Tần Vũ lần lượt đi vào sảnh lớn, phía sau họ còn có một cô gái xinh đẹp. Lục Tiểu Thiến, Thiên Minh Tử thầm cảm thấy có linh cảm không hay. Nhưng khi nhìn thấy hai người đàn ông lực lưỡng ở phía sau Lục Tiểu Thiển cầm một cái nồi sắt lớn màu đen đi vào sảnh lớn, ông ta và mọi người xung quanh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lục Tiểu Thiến và Tiêu Chính Văn cố ý đến đây để tặng nồi. Mấy người này đâu phải đến để chúc mừng, rõ ràng là đến xem trò cười. Ngay khi Thiên Minh Tử tức giận đứng dậy định chút giận, ngoài cửa lại vang lên giọng nói rõ to. Gia tộc Canter ở Âu Lục đến chào tiền bối Thiên Minh Tử. Gia tộc Xanh Ngơ ở Phi Lục chuẩn bị chút quà nhỏ, mong tiền bối Thiên Minh Tử nhận cho. Lúc đầu nghe thấy mấy chữ gia tộc Canter, Thiên Minh Tử vẫn còn khá bình tĩnh. Nhưng khi nghe đến tên gia tộc Xanh Ngơ, sắc mặt ông ta lập tức trở nên trắng bệch. Giữa gia tộc Xanh Ngơ và gia tộc Ấn có mối quan hệ khăng khít. Nếu ngay cả gia tộc Xanh Ngơ cũng biết chuyện này thì gia tộc Ấn sao lại không biết? Cạch, cái quạt trong tay Thiên Minh Tử rơi xuống đất. Ông ta thất thần nhìn ra ngoài cửa. Phiêu Ẩn bước vào sảnh lớn, đầu tiên hắn liếc nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó nhanh chóng mang món quà của mình lên,
đó là một nồi cơm điện hoàn toàn tự động. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, Tiêu Chính Văn mang theo một cái nồi to màu đen, đặc phái viên của gia tộc Canter lại tặng một cái nồi khác, đây là ý gì? Bọn họ đâu biết rằng ngay từ đêm hôm trước, Tiêu Chính Văn đã âm thầm liên lạc với gia tộc Canter, bảo họ truyền tin về việc Thiên Minh Tử truy sát huyết tộc trên khắp Âu Lục. Kết quả, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không ngờ chuyện này lại dẫn đến rắc rối lớn cho Axeller. Ngay sau khi gia tộc Canter truyền ra tin tức này, các thế lực khác nhau ở Âu Lục lập tức lan truyền ra toàn bộ Âu Lục, ngay cả người dân bình thường cũng biết Thiên Minh Tử chính là người đang truy sát huyết tộc. Giữa Âu Lục và Mỹ Lục cách nhau cả đại dương, người của gia tộc Xanh Ngơ không cần đi đâu cũng điều tra được kẻ sát hại vương tử Axeller thật sự là kẻ nào, sau đó với đến Long Kinh cùng gia tộc Canter. Đồng thời, liên lạc viên của gia tộc Xanh Ngơ cũng chuyển tin tức về cho gia tộc nhà họ Ân Cổ ở vùng ngoài lãnh thổ việc Thiên Minh Tử và Thiên Cung Bắc Cực đã bày kế sát hại vương tử Axeller, tất cả người ở vùng ngoài lãnh thổ đều biết chuyện này. Trong chốc lát, không chỉ người gia tộc nhà họ Ấn Cổ nổi giận mà ngay cả người của Thiên Cung Bắc Cực cũng vô cùng phẫn nộ, Thiên Minh Tử muốn chết sao? Cho dù ông ta không muốn sống thì cũng không thể kéo theo cả Thiên Cung Bắc Cực. Tuy bề ngoài mọi chuyện vẫn rất êm đềm, nhưng sự xuất hiện của gia tộc Xanh Ngơ đã đại diện cho một trận sóng gió lớn. Tiền bối Thiên Minh Tử, quạt của ông, một vị giáo sư tươi cười, nhặt cây quạt trên mặt đất, đưa lại vào tay Thiên Minh Tử. Thiên Minh Tử cầm cây quạt, trừng mắt nhìn vị giáo sư kia, bây giờ ông ta thật sự rất muốn giết người. Nếu không phải đám người này chỉ biết phá hỏng việc, nhất quyết tổ chức tiệc mừng cho ông ta thì ông ta vẫn còn cơ hội giải thích trước mặt đại diện của gia tộc Xanh Ngơ. Nhưng bây giờ ông ta đã có mặt ở bữa tiệc, cho dù nói gì đi nữa thì tất cả đều vô ích. Mọi người, tôi, hôm nay tôi không được khỏe, tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày, tôi xin về trước. Thiên Minh Tử chào mọi người rồi đá thành một luồng ánh sáng phóng đi. Bây giờ ông ta phải nhanh chóng tìm cách giải thích, chuyện này thật sự quá lớn, một mình ông ta làm sao giải quyết nổi đây. Sau khi trở về trang viên, Thiên Minh Tử không nói lời nào, lấy điện thoại ra bấm gọi. Sau vài câu đơn giản, Thiên Minh Tử cúp máy, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Không lâu sau, một gợn sóng đột nhiên xuất hiện trong hư không trước mặt Thiên Minh Tử. Ngay lúc gợn sóng lan tràn, Thiên Minh Tử vội vàng cung kính đứng lên. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn trở về nơi ở của mình, với khuôn mặt mỉa mai. Anh Tiêu, không biết lần này gia tộc Canter chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thế nào? Anh hài lòng không? Phiêu Ân đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn, cung kính hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, ừ, làm tốt lắm, gia tộc Xanh Ngơ này là, ồ, gia tộc Xanh Ngơ thật ra là một nhánh của gia tộc nhà họ Ấn Cổ. Chỉ là hiện tại bọn họ đã định cư ở Phi Lục, nhưng ở vùng ngoài lãnh thổ, gia tộc Xanh Ngơ vẫn là nô bộc của gia tộc nhà họ Ấn Cổ. Phiêu Ân vội vàng bước tới và giải thích cho Tiêu Chính Văn. Ồ, nói vậy có nghĩa là gia tộc nhà họ Ấn Cổ đã nhận được tin tức. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Phiêu Ân. Đúng vậy, nếu không, gia tộc Xanh Ngơ sẽ không dám một mình tới đây. Phiêu Ân tự tin nói. Lúc này, trên bầu trời, tinh tú chói lọi. Hào quang tỏa ra, thậm chí làm lu mờ cả ánh trăng. Thấy vậy, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, lẽ nào Thiên Cung Bắc Cực lại phái người tới? Cùng lúc đó, một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ đột nhiên xuất hiện từ trên trời phóng xuống trang viên thiên tử đang ở. Nhưng lúc ánh sao nhấp nháy, trên bầu trời chia làm hai phần, một luồng khí tức cũng bao trùm bầu trời phía trên sơn thành. Khi trời sắp hửng sáng, phía đông lờ mờ xuất hiện một vệt sáng. Một chiếc xe màu đen chậm rãi tiến vào sơn thành. Phía trên chiếc xe còn có hai bóng đen, xuyên qua chiếc áo choàng che mặt, thậm chí còn có thể thấy rõ hai cặp mắt đỏ như máu đang nhìn xuống đường phố sơn thành. Trong xe, Lục Tiểu Thiến vô cùng lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập sát khí. Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông mặc áo đen, mặt không biểu cảm nhìn về phía trước. Khi chiếc xe màu đen chạy vào trong sơn thành, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, bỗng chốc, cả sơn thành rung chuyển như trời sập. Rầm, một tượng đài tưởng niệm trên quảng trường trung tâm thành phố Sơn Thành bất ngờ đổ sập, kéo theo đó là vô số tòa nhà cao tầng. Rất nhiều người dân trong thành phố Sơn Thành sợ hãi chạy ra khỏi nhà, còn có không ít người đăng tải mọi thứ xảy ra ở đây lên Internet. Lúc này,
Chu Trấn Long đang ở Hoa Quốc cũng nhíu mày khi cảm nhận được phương hướng của Sơn Thành khác lạ. Không cần đoán cũng biết, ngoại trừ huyết tộc ra thì không có ai gây ra động tĩnh lớn như vậy. Phía bên kia xảy ra động đất sao? Khương Vi Nhan đang ngồi uống trà cùng Chu Trấn Long, khẽ nhíu mày hỏi. Dù sao thì, bây giờ Khương Vi Nhan cũng là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 2, khả năng cảm nhận của cô vượt xa so với người bình thường. Chu Trấn Long khẽ lắc đầu nói, không phải động đất mà là người của huyết tộc đánh đến đây rồi. 90% bọn họ muốn tìm con cháu nhà họ Chu. Cái gì? Nghe vậy, Khương Vi Nhan hít sâu một hơi, nếu huyết tộc thực sự đánh đến Sơn Thành thì e rằng bố con nhà họ Chu nhất định sẽ chết. Không được, phải nhanh chóng thông báo cho Chính Văn, nếu không, cô yên tâm, có cậu Tiêu ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu, nói không chừng cậu ấy đã đi trước chúng ta một bước rồi. Chu Trấn Long bình tĩnh nói. Đây là lần đầu tiên Lục Tiểu Thiến xuất hiện trước mặt mọi người với thân phận là người huyết tộc. Lúc trước, cho dù là trận chiến Hoa Sơn hay đám người võ tông mời cô ta đến núi Điểm Thương thì cô ta đều xuất hiện với tư cách là khách mời. Nhưng bây giờ, cô ta đã không giấu giếm thân phận của mình nữa, còn đích thân dẫn theo một vị hầu tước và hai vị bá tước huyết tộc đến Sơn Thành. Tình hình gần đây quá phức tạp, Lục Tiểu Thiến đã không chịu đựng nổi nữa cho nên mới dẫn người tới Sơn Thành. Nếu còn tiếp tục chậm trễ, những thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ đều trở về, đến lúc đó muốn giết con cháu nhà họ Chu sẽ khó như lên trời. Vì vậy, cô ta phải nhanh chóng diệt cỏ tận gốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 97.